Chào mừng bạn đến với kênh Kỳ Quy Chuyện. Mời bạn xem tập tiếp theo bộ truyện Mục Thần Ký tập 41 và tập 42, Phù Bảo Giải Phong Ấn, Hoàng Kim Cung Say Ngất, Thổi Bay Hồ Nhược Thủy. Chúc bạn xem video vui vẻ, đăng ký like và chia sẻ ủng hộ kênh nhận thêm thông báo nhiều video mới nhất nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Đến trên đỉnh núi, chỉ thấy nơi này xa hoa phi phàm, cung điện lầu các, tất cả đều vàng ché, chỉ là cây cột đơn giản dưới đại điện cũng to cỡ hai người ôm mới hết, mà tượng thần bằng vàng lại càng nhiều rất nhiều man tộc thảo nguyên đứng ở phía dưới từng tượng thần bằng vàng đột nhiên một tượng thần bằng vàng chuyển động tần mục giật mình trong lòng thế mới biết đây cũng không phải là những tượng thần bằng vàng mà là từng vị từng vị đại vu đại vu của lâu lan hoàng kim cung vậy mà luyện thân thể của chính mình đến tựa như được tạp từ vàng dòng vậy tỏa ra ánh sáng vàng rực trước hoàng kim cung dưới một cánh cổng nguy nga từng vị đại vu tựa như từng vị thần linh vàng óng uy nghiêm trang trọng đứng đầu là một ông già tóc vàng thân vàng vóc người cao lớn khôi ngô một bộ đồ vàng, cầm quyền trượng trong tay, trên đầu có gắn lông chim, tiếng như trung đồng, võ khả hãn, người đã tự do nhiều năm như vậy, vì sao hôm nay lại đưa tới cửa, đưa tới cửa, lời nói này rất hay, thanh ngưu, thả cửa xuống, trong tiếng ầm ầm, thanh ngưu thả sơn môn xuống, bà sơn tế tử cười ha ha, vu tôn, sơn môn được ta đưa tới, những vị sư huynh vàng tré này, hình như đa số đều đã bị ta đánh, lúc đó ta chán cửa một trăm ngày, đả thương, đánh chết không ít người. Mạnh thì không cách nào xuống tay nhẹ nhàng, vì thế chỉ có thể đánh chết, yếu thì đều còn sống trong tay ta. Những kẻ yếu đó cũng chính là mấy vị đang ngồi hôm nay. Lời ông vừa nói ra, lập tức khắp núi ổ lên. Mấy vị cường giả thế hệ trước của Lâu Lan Hoàng Kim Cung đều giận không chịu nổi, nhất thời trong không khí tràn ngập một luồng khí thức tiêu điều. Miệng bà Sơn Tế Tử quá độc, lập tức đắc tội toàn bộ cao thủ của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, chọc giận tất cả bọn họ. Thêm nữa lại đưa Sơn Môn lên núi, việc này khẳng định khó có thể giảng hòa. Trong đó có một vị đại vu tướng Mạo Trang Nghiêm, âm thanh như kim loại va vào đá vang lên lạnh lùng nói vết thương của chúng ta đã sớm lành những năm này chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức trong hoàng kim cung rất muốn giao thủ lại cùng võ khả hãn một lần rửa sạch nhục nhã bà sơn tế tử nở nụ cười sẽ có cơ hội tuy nhiên lần này ta tới là để chắn cửa cũng không phải là muốn đánh chết các ngươi hắn mang theo tần mục linh dục tú tiến lên đi tới dưới sơn môn bằng vàng ngẩng đầu đánh giá sơn môn này nhớ lại năm xưa cảm khai nói năm đó ta theo ân sư cũng dưới cánh cổng này đánh chết không ít người cặp mắt từng vị đại vu vàng rực như thần phun lửa nhìn chòng chọc vào hắn bà sơn tế tử quay đầu lại hấp háy mắt với tần mục và linh dục tú mỉm cười nói bây giờ sơn môn này liền giao cho các ngươi linh dục tú có chút lo sợ thấp giọng nói lão sư hình như quy củ ở nơi này không giống duyên khang trên mặt bà sơn tế tử mang theo nụ cười tiếng như mũi kêu đạo môn và đại lôi âm tự đến thái học viện ngăn cửa chỉ là tranh tài thắng bại không phân sống chết sau khi đánh nhau cũng hòa thuận vui vẻ mà ở đây đều là đánh đến chết người muốn giữ mạng đối phương lại cũng được tuy nhiên gặp phải cao thủ sánh ngang mình thì cần phải giết bởi vì rất khó xuống tay nhẹ nhàng năm đó ở đây ta đã gặp phải rất nhiều cao thủ có thể sánh ngang mình vì thế chết không ít người linh dục tú tê cả ra đầu tần mục cũng lấy lại bình tĩnh hít vào một hơi thật dài cuối cùng cũng dựa theo quy củ của đại khư quy củ của đại khư cũng là như thế vu tôn đi tới đứng ở sơn môn bằng vàng ánh mắt rơi lên người tần mục và linh dục tú không nhanh không chậm nói, ngăn cửa, liền theo quy củ trước đây, không bàn sống chết. Tuy nhiên ngoài ra, danh hiệu võ khả hãn ta cũng muốn thu hồi lại, không bàn sống chết. Sắc mặt bà Sơn Tế Tửu không thay đổi, cất cao giọng nói, mấy vị, tu vi của bọn họ đều là ngũ diệu cảnh, quy củ ngăn cửa, chúng ta biết, sắc mặt phu tôn không hề lay động, nện nện quyền trượng, lạnh nhạt nói, đệ tử Hoàng Kim Cung nghe lệnh, lấy cảnh giới ngũ diệu tranh đấu cùng bọn họ, chết thì chịu, ai dám vượt qua ngũ diệu cảnh, ta lấy mạng hắn tiếng nói của ông ta không lớn nhưng cũng truyền khắp cả núi lời vô tôn vừa nói ra lập tức nhìn về phía bà sơn tế tử lộ ra vẻ tươi cười võ khả hãn năm đó thiên khả hãn mang ngươi đến hoàng kim cung ta ngăn cửa thần thông của thiên khả hãn vô biên đương nhiên là khiến người khâm phục nhưng người cũng không phải thiên khả hãn sắc mặt bà sơn tế tử nghiêm nghị cất bước đi qua sân môn âm thanh lọt vào thức hải của tần mục và linh dục tú sư đệ công chúa các ngươi yên tâm chỉ cần bọn họ không giết được ta liên con có thể dựa theo quy củ khiêu chiến các ngươi nếu ta bị bọn họ giết chết vậy thì các ngươi cũng nguy hiểm tinh thần tần mục và linh dục tú tập trung cao độ an nguy của bọn hắn buộc trên tính mạng của bà sơn tế tử nếu bà sơn tế tử bị tước đoạt danh hiệu võ khả hãn sau khi diệt trừ ông giết chết tần mục và linh dục tú cũng không có ai sẽ để lộ tin tức danh tiếng của lâu lan hoàng kim cung không tổn hại ngoại giới căn bản sẽ không biết lần khiêu chiến này mà cường giả trên thảo nguyên đến đây quan sát cuộc chiến đều phục tùng sự thống trị của lâu lan hoàng kim cung chỉ cần lâu lan hoàng kim cung ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không nói ra. Nếu để cho bá Sơn Tế Tửu sống mà đi ra lâu lan hoàng kim cung, như vậy chuyện này sẽ bị cái miệng rộng của vị bá Sơn này vạch trần. Không chỉ toàn bộ Thảo Nguyên đều sẽ biết, e là mọi người khắp thiên hạ đều sẽ biết, bà Sơn Tế Tử tuyệt đối có năng lực này. Khi đó, bộ mặt của Lâu Lan Hoàng Kim Cung sẽ không còn sót lại chút gì. Vì lẽ đó, trước khi bà Sơn Tế Tử chết, Lâu Lan Hoàng Kim Cung tuyệt đối sẽ không vây công tần mục và linh dục tú, chỉ có thể dựa theo quy của mà làm lão gia không nên bị đánh chết thanh ngư cao giọng nói bước chân bá sơn tế tửu lảo đảo quay đầu lại căm tức sau khi trở về liền ăn thịt bò thanh ngư vội vã rụt đầu hai người thiếu niên thiếu nữ cả gan làm loạn các ngươi có biết là mình đang chắn cửa một thánh địa không đột nhiên phía sau tần mục truyền tới một âm thanh tần mục và linh dục tú đứng dậy nhìn xuống dưới ngọn núi chỉ thấy nhiều vu sĩ dung mạo quái lạ đi tới chặn đường lên một vị vu sĩ trong đó cất bước tiến lên trên người hiện ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt trên đầu mọc sừng trên lưng mọc cánh mọc ra mỏ chim loại phương thức tu luyện chuyển biến về hướng không phải người này quả thực hiếm thấy sư huynh tần mục và linh dục tú trào vị vu sĩ hoàng kim cung kia lại không đáp lễ âm thanh vang vang mạnh mẽ lễ nghi là thứ của duyên khang quốc các ngươi lâu lan hoàng kim cung ta không có nhiều quy củ như vậy sau khi giết các ngươi ta muốn hấp thu hồn phách bọn ngươi để tu luyện thần thông người như các ngươi mạnh hơn những kia nô lệ quá nhiều hồn phách cũng vô cùng cứng cỏi dùng để luyện thần thông thì không thể tốt hơn ánh mắt tần mục lấp lóe nói muội tử lần này để ta tới thăm dò công pháp thần thông của bọn họ linh dục tú gật đầu tuy rằng trên đường tới đây thực lực của nàng tiến bộ thần tốc thế nhưng vẫn còn chút tranh lệch với tần mục dưới tình huống không biết nội tình vu sĩ mà tùy tiện đánh nhau thì rất dễ dàng chịu thiệt tần mục thở hát một hơi trầm giọng nói thanh ngưu lấy bao quần áo của ta đến thanh ngưu tiến lên phía trước gỡ bao quần áo trên người xuống tần mục đèo đao nang lên người trước đặt hai con dao mổ lợn đan sen sau đó mang hộp kiếm vào sau đao nang, treo chùy sắt lớn lên, cắm trúc trượng vào, bên hông đeo thiếu bảo kiếm, thanh ngưu đằng đằng sát khí, nghe nói trước đây ngươi là tên chăn bò, nhưng ngay cả ta đều đánh không lại, có thể đánh thắng được họn họ sao? Tần Mục hoạt động thân thể chút, xương cốt bùm bùm vang vọng, lạnh nhạt nói, ta là bá thể, thanh ngưu quát lên, lão gia nhà ta ở dưới cánh cổng bằng vàng này không hề bị thua, vẻ mặt Tần Mục thẫn thờ, ta là bá thể bẩm sinh, trong thiên hạ, cảnh giới như nhau, không ai có thể thắng ta vị vu sĩ cánh chim kia gỡ hai cái chay bằng vàng xuống ánh sáng trong mắt lấp lóe cười nói bá thể trong má gì chưa từng nghe nói tần mục dùng bá thể tam đan công khống chế nguyên khí nguyên khí vận chuyển như nổ tung chỉ một thoáng phun trào lay động toàn thân ta bá thể hắn nhấc chân mặt đất sát vàng dưới chân lập tức lún xuống từng vết chân nối tiếp nhau như ao sâu ầm ầm thân thể của hắn phóng về tên vu sĩ cánh chim kia tốc độc nhanh chóng khiến người ta chỉ kịp nhìn thấy tàn ảnh liên tiếp bá thể vỗ xong sắc mặt phù sĩ cánh chim kia thay đổi vội vàng đập cánh bay lên thế nhưng thân thể còn chưa bay lên đã thấy nắm đấm của tần mục bắn đến một quyền đấm ra kia rồng gầm rung động trong mắt của hắn đột nhiên co lại thứ nhìn thấy không phải là một nắm đấm mà là một đầu rồng hùng ác dữ tợn chớp mắt sau đó hắn nhìn thấy hai đầu rồng sau đó là ba cái bốn cái cánh của hắn chấn động muốn né tránh thế nhưng không kịp dưới sự vội vàng chỉ đành đan chéo hai cái chay bằng vàng chặn ở trước người hai cái chay vàng đột nhiên uốn lượn xuống sức mạnh từ cú đấm của tần mục vậy mà đánh hai cái chay bằng vàng này như là bùn nhão vậy nện chày vàng thành một tờ giấy mỏng vô vô sĩ cánh chim kia bay lên giữa không trung tiếp theo nổ ầm một tiếng hóa thành một đám mưa máu trong màn mưa máu kia truyền đến tiếng rồng gầm rồng gào xương máu đã biến thành 45 con huyết long giữ tận hung ác phảng phất không phải là cú đấm của tần mục nổ nát vu sĩ cánh chim kia mà là 45 con huyết long này căng nứt thân thể của hắn mà ở trên đài vàng trước sân môn kia tần mục từ trong vận động cực kỳ kịch liệt đột nhiên bình tĩnh lại nguyên khí dữ dội cũng đột nhiên dừng lại sắc mặt bình tĩnh thanh ngưu lão gia nhà ngươi cần 100 ngày mới có thể phá tan lâu lan hoàng kim cung tần mục xoay người ánh mắt hờ hững quét về đám vu sĩ dưới đài vàng mà ta chỉ cần một ngày hắn đứng dưới cổng âm thanh tựa như sấm sét nổ vang lần quẩn trong lâu lan hoàng kim cung ta chỉ cần một ngày là có thể phá hủy ý chí của các đệ tử hoàng kim cung nghiền nát toàn bộ tự tôn của bọn họ, đạp tôn nghiêm của bọn họ xuống chân, làm càn. Một vị vu sĩ giận tím mặt, vọt nhanh tới tận mộc, vừa lao nhanh, thân thể vừa xảy ra biến hóa long trời lở đất, da đầu của hắn bay loạn, mọc ra một cái đầu voi lớn, thân thể càng lúc càng cao, càng lúc càng to, làm quần áo trên người căng đến mức xoẹt 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 chia năm xẻ bảy, tay chân thô to tựa như chân voi, ánh sáng vàng tràn ra ngoài thân thể hắn, đầu voi thân người, phảng phất thần linh được thờ cúng sống lại, sức lớn vô cùng tu vi và thực lực của hắn đương nhiên mạnh mẽ hơn vị vu sĩ cánh chim vừa rồi rất nhiều thân thể vị vu sĩ cánh chim kia chưa hề bắt đầu hóa vàng mà bên ngoài thân thể hắn thì lại tựa như đúc bằng vàng ầm ầm nắm đấm lớn như vại nước bắn về phía tần mục nắm đấm chấn động không khí bùng nổ ra một tiếng sớm khí lưu trắng phao phao tựa như vòng tròn bắn ra bốn phía phía sau tần mục trước sân môn bộ lông trắng như tuyết của hồ linh nhi bị cơn gió của cú đấm này nhấc lên thổi đến mức bay về phía sau mái tóc của linh dục tú cũng bị thổi lay động về phía sau chết vu sĩ đầu voi kia rít gào tần mục nhún người lao qua sát cạnh một quyền cực kỳ bá đạo đang bắn đến này hai tay cầm đao xông đến dưới thân thể to lớn của vu sĩ đầu voi kia ánh đao sáng lên đề đao xuất cấm lai thân hình tần mục bay lên không lộn một vòng rồi quay về lúc rơi xuống đất hai thanh đao cắm vào túi đao sau lưng mà thân thể to lớn của vu sĩ đầu voi kia vỡ thành hai mảnh lăn nhanh xuống núi nhuộm bậc thang bằng vàng thành một màu máu đỏ tươi một vị vu sĩ đỏ mắt đột nhiên căng ra một lá cờ đen rung động về phía tần mục lạnh lùng nói ta muốn luyện hồn phách ngươi chết đi cho ta tần mục dùng tạo hóa thiên ma công tự phong ấn hồn phách giơ tay chỉ hộp kiếm phía sau mở ra một thanh phi kiếm phát ra tiếng rít chát chúa xuyên thủng mi tâm vô sĩ kia ngón tay tần mục hất lên phi kiếm gào thét quay về cắm cái kịch vào trong hộp kiếm sau kiếm là một chuỗi tia máu giết một vị nữ vô si đầu báo đuôi báo quát chói tai giơ một tấm gương đồng lên chiếu về phía tần mục trong mặt gương kia hiện ra từng cái từng cái hồn phách giữ tận hung ác keng đột nhiên trước gương đồng nhiều thêm một thanh phi kiếm đâm vào mặt gương trước gương đồng kia cực kỳ cứng rắn vậy mà chặn lại được thanh phi kiếm này thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo phi kiếm đột nhiên xoay tròn biến thành toàn kiếm thức lập tức xuyên qua gương đồng kiếm quang phá gương một chiêu kiếm xuyên thủng nữ vũ sĩ phía sau phu độc có gì phải sợ quần áo tần mục phần phật giơ tay thu hồi phi kiếm một vu sĩ khác quanh thân mọc đầy lông hổ vuốt hổ đuôi hổ gào thét lao lên nhấc lên cuồng phong chụp tới gần không cho hắn bất kỳ cơ hội rút kiếm nào. Tần Mục nghiêng người ra quyền, bước chân hai người rối loạn, tiếng tấn công dữ dội đùng 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 không dứt bên tai. Đầu Vu Sĩ kia lay động, mọc ra đầu hổ, gào thét như sấm nổ vang không ngớt, dùng tiếng hổ gầm oanh kích hồn phách của hắn. Tần Mục lấy quyền làm ấn, đấm ra một chiêu nhật chiếu dương hồn không trung luyện, năm ngón tay giang rộng ra thành trưởng, trong tiếng ma đa tát đánh ra thiên ba tự tại thiên ấn, hắn biến hóa trưởng quyền nhiều lần, ấn pháp Phật đạo ma đạo luân phiên, tiếng hổ gầm chỉ kịp vang lên ba lần, vị vu sĩ kia liền bị hắn đánh tan hồn phách ngã thẳng xuống đất lại có một tên vu sĩ cảnh giới đại vu đột nhiên lao ra tu vi của hắn mạnh mẽ hơn nhiều những vu sĩ vừa nãy thần thông thành thạo duy trì dáng dấp và hình thái người bình thường cho dù hắn đã phong ấn bí cảnh của chính mình thế nhưng khống chế công pháp liền lập tức hóa hình tựa như một con bạo viên cầm một cây gậy vàng trong tay to như cây cột quét ngang ngàn quân sức lớn vô cùng hơn nữa nhạy bén đến cực điểm tần mục với tay lấy trúc trượng xuống dùng trúc trượng đón đỡ cây gậy vàng hai người đánh nhau nhanh như tia chớp đột nhiên bóng gậy vàng chóe đầy trời thu lại phù sĩ kia bị trúc trượng đâm vào ngực lộ ra vẻ kinh ngạc tuy nhiên dù sao hắn cũng là cảnh giới đại vu không phải vu sĩ quyết định thật nhanh giải phong bí cảnh của chính mình ngay trong nháy mắt khi bí cảnh của hắn vừa mở ra trái tim liền bị trúc trượng xuyên thủng thi thể ngã sấp xuống đất tần mục rút trúc trượng ra khỏi lồng ngực hắn cảnh giới đại vu ở duyên khang quốc gọi là thần thông giả chỉ có cách gọi là không giống còn kỳ thực trên bản chất không khác gì nhau nếu thần thông giả này không phong ấn bí cảnh của mình thì tần mục rất khó giết chết đối phương nhưng chỉ cần cùng cảnh giới đánh nhau với hắn hắn liền có thực lực đánh giết đối thủ mặc kệ trước đó đối phương là cảnh giới đại vu hay là cảnh giới thất tình đúng một vị lực sĩ vàng chóe nhún người nhảy lên đài bằng vàng trung trung điệp điệp rơi xuống đất sau lưng cõng một cái đao nang cao hơn một người bỗng nhiên mở ra miệng lớn giết cao với tần mục đao quang trong túi đao sau lưng gào thét lao ra ảnh đao đầy trời ao 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 chém về phía tần mục cùng lúc đó hai tay vị lực sĩ chộp vào thanh đao múa hai thanh đao đánh tới hai thanh đao lúc trước mặt lúc sau lưng như là hai con chăn lớn quấn quanh người lăn về phía tần mục một tay tần mục cầm dao mổ lợn bình thường một tay trở ngược dao mổ lợn phi kiếm trong túi kiếm sau lưng vèo vèo bay ra đón đỡ đao quang đang chém xuống hoành thụ mang mang nhất tuyến thiên thân thể hai người một lớn một nhỏ lực sĩ vàng rực kia còn cao hơn hắn nửa người hai người bỗng nhiên va vào cùng một chỗ hai luồng đao quang xoay ngang dựng đứng đao xoay ngang chính là chặn con đường núi phía trước, đao dựng đứng chính là bổ núi ra, ánh đao mang theo màu máu phóng lên trời, phảng phất người khổng lồ múa đao, từ trong vách núi treo leo hàng trăm, hàng ngàn dạm bổ ra một con đường vắt ngang, thân thể tên lực sĩ này nứt thành bốn khối, bị đao quang xoay ngang dựng thẳng chém chết, tần mục run đao, chấn động máu dính trên đao, trở tay cắm hai con dao mổ lợn vào túi đao, đột nhiên giơ tay chỉ, phi kiếm leng keng ra khỏi vỏ, bắn thùng mi tâm một tên vu sĩ đang dùng nguyên khí dương cung muốn bắn tên về phía giết hắn báo thù cho sư huynh đệ còn có vu sĩ không ngừng vọt tới tần mục dịch chân vạn người đá ra sau hoặc đao hoặc kiếm hoặc quyền hoặc cướp đánh chết tại chỗ từng tên từng tên vu sĩ tiến lên khiêu chiến sau một chốc bốn phía yên tĩnh trước sân môn lâu lan hoàng kim cung trên bậc thang bằng vàng nằm ngổn ngang hơn bốn mươi bộ thi thể tần mục nhìn xuống đài dưới đài là từng khuôn mặt sợ hãi ánh mặt sợ hãi gặp phải ánh mắt của hắn liền không tự chủ được rời đi trốn trốn tránh tránh không dám nhìn thẳng vào hắn Tinh thần ý chí của những vô sĩ này rất mạnh, bất quá sau khi liên tục bị tần mục đánh giết hơn 40 người, tinh thần và ý chí này không thể tránh khỏi suy sụp xuống. Chỉ cần có suy sụp thì sẽ liên tục rơi xuống, sinh ra lòng sợ hãi, sinh ra tâm lý hèn nhát không cách nào chiến thắng đối phương, sinh ra kính trọng và khâm phục tần mục. Những gì tần mục nhìn thấy trên đường khiến hắn sinh ra một cơn tức giận với lâu lan hoàng kim cung. Khi tướng quân thác lý mộc lệnh binh sĩ thu thập hồn phách của phản quân thì liền nói muốn hiến cho lâu lan hoàng kim cung, lúc đó hắn còn không giải thích được, bây giờ hắn mới rõ ràng nguyên lai lâu lan hoàng kim cung vậy mà là dùng hồn phách để luyện công lần này hắn đến cũng không phải là để chán cửa mà là vì lấy lại nửa người dưới của đột tể thế nhưng nếu địch ta đã rõ ràng vậy thì phá hủy ý chí và tinh thần của môn phái này nghiền nát niềm tin của bọn họ đặc công và pháp của bọn họ ở dưới chân để bọn họ biết thần thông mà bọn họ dùng hồn phách người khác tu luyện được không đáng giá một đồng các người ai tu luyện vu tôn lâu la kinh của lâu lan hoàng kim cung tần mục nhìn chung quanh một vòng sắc mặt lạnh lùng sau đó khóe môi chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười, đi ra đây, ta muốn giết một tên. Trước sơn môn, một mảnh trầm mặc, sau sơn môn, sắc mặt từng vị đại vu hoàng kim cung tựa như đúc bằng văng dần dần trở nên tái nhợt. Sau một lát, một vị thiếu niên đi ra, vị đại vu trung niên bên cạnh trầm giọng nói, từ mục la, kẽ hở của hắn ở chỗ hai phần bảo vai trái. Đây là kẽ hở trong công pháp của hắn, nơi không luyện đến được. Đại vu thiếu niên kia trầm giọng nói, ta đã nhìn thấy, chỉ là không nhìn ra vị trí chính xác. Đa tạ vu vương dạy bảo, sắc mặt bà sơn tế tử chìm xuống cười lạnh nói vu vương làm trường bối bớt vô liêm sỉ một chút được hay không hả võ khả hãn xin mời vị đại vua trung niên kia thẫn thờ giơ tay lên nói năm đó ta thua trên tay của ngươi rút kinh nghiệm xương máu những năm này thực lực tu vi tăng nhanh như gió cuối cùng muốn rửa sạch nhục nhã trời cao có mắt người cuối cùng cũng coi như đưa tới cửa bà sơn tế Tửu đột nhiên bay lên trời ánh sáng tỏa ra thật giống như một thanh đao to lớn dài đến trăm trượng cắt ra bầu trời lao đi thật xa âm thanh từ đàng xa truyền đến tu vi mấy người ở đây quá thấp ta sợ người ta đánh nhau sẽ đánh chết cả bọn họ người ta tiến vào núi tuyết đánh nhau vị đại vua trung niên kia nhìn về phía vu tôn vu tôn đứng dậy trầm giọng nói đi vèo từng luồng từng luồng sáng vàng phá không lao lên đuổi sát luồng đao quang kia chạy vào trong núi tuyết núi cao sừng sững tuyết trắng mênh mông đột nhiên ánh vàng sáng rực nung chảy tuyết lớn bên trong ánh vàng có đao quang sáng như tuyết lướt qua nơi đó là đại chiến kinh thiên động địa tuy nhiên khi lan truyền đến lâu lan hoàng kim cung thì chỉ còn sót lại gợn sống yếu ớt dưới sơn môn hoàng kim cung tần mục xoay người lại nhìn về phía tư mục la đang từ chức thánh điện hoàng kim cung đi xuống bà sơn tế tử đã dẫn rất nhiều cao thủ bên trong lâu lan hoàng kim cung rời đi hẳn là tạo cơ hội cho hắn đi tìm nửa người dưới của đồ tể tuy nhiên chức thánh điện vẫn còn mấy vị cao thủ thế hệ trước của hoàng kim cung lưu lại sắc mặt tư mục la nghiêm nghị nhưng trong ánh mắt lại có chút hương phấn thân thể của hắn cũng là màu vàng vừa nãy tần mục đánh nhau cùng những vị vu sĩ này hắn đã ở một bên quan chiến sở dĩ hắn không có lập tức tiến lên ngoại trừ muốn xem tần mục có kẽ hở hay không thì còn có lý do chính là những vu sĩ kia xa luân chiến tần mục tiêu hao tu vi của tần mục cho hắn cơ hội chiến thắng càng lớn hơn hiện tại hắn đã tìm được sơ hở của tần mục hơn nữa tần mục đã chiến đấu với hơn 40 người cơ hội của hắn đã đến sắc mặt tần mục như không hề lay động bình tĩnh không giống như là vừa trải qua hơn 40 trận chiến đấu ác liệt đột nhiên thân hình hai người cùng chuyển động nguyên khí dưới chân tần mục bắn ra tốc độ cực nhanh trong thời gian ngắn liền tới trước người tư mục la đấm ra một quyền trích thần đông hải hiệp xuân lôi thân thể tư mục la ở trong một quyền của hắn lại bắn ra một tiếng vang như trung đồng tần mục lập tức cảm giác được quyền kinh cuồn cuộn như dòng sông lớn đang tuôn trào vào biển rộng của chính mình phảng phất bắn trúng tường đồng vách sắt không chuyển qua được chút nào thân thể tư mục la phảng phất như được chế tạo từ kim loại cứng rắn nhất hơn nữa là loại kim loại đặc ruột thân thể tư mục la lay động đột nhiên biến thành đầu chim thân người lưng mọc hai cánh cặp cánh kia vàng rực do vô số thanh kiếm vàng tạo thành kiếm vàng vang vọng keng keng cắt về phía trước bước chân tần mục rối loạn lùi về sau từng thanh phi kiếm trong hộp kiếm sau lưng rời vỏ nghênh đón đám lông chim tạo thành từ kiếm đang cắt tới đột nhiên hắn chú ý tới hai cánh này của tư mục la không tầm thường giữa mỗi thanh kiếm hình dạng như lông chim có tia nguyên khí liên kết trong lòng hơi chấn động liền biết không ổn dao từng thanh từng thanh kiếm sắc bén tạo thành cặp cánh của tư mục la đột nhiên tăng vọt bay ra khỏi cánh từ bốn phương tám hướng đâm về phía tần mục trên từng thanh kiếm này vậy mà mọc ra từng con từng con người đen thủi lùi lăn qua lật lại kỳ lạ âm u những thanh kiếm này bên trong mỗi một thanh kiếm vàng đều có một linh hồn bị giam giữ bên trong kiếm biến thành linh hồn bên trong kiếm ánh mắt tần mục rơi vào trên những con mắt kia đột nhiên có chút váng đầu hoa mắt trong lòng biết không ổn lập tức nhắm mắt lấy tay rút đao dạ chiến liên thành phong vũ đao quang của hắn mau lẹ quay chung quanh trước mặt sau lưng trên dưới phải trái không ngừng tung bay tiếng va chạm leng keng leng keng chuyển đến bên trong dạ chiến liên thành phong vũ có hai chữ đánh đêm dạ chiến đã cho thấy một chiêu này không cần dùng con mắt nhìn kỹ bốn phía kiếm của tư mục la vô cùng kỳ lạ ánh mắt rơi lên trên đó sẽ trúng chiêu vì lẽ đó dùng một chiêu này lựa chọn chính xác nhất vu tô lâu la kinh quả thực bất phàm rất là yêu tà đao trong tay tần mục va chạm cùng kiếm của đối phương lập tức cảm giác được sức mạnh bên trong kiếm của đối phương không bằng mình sự mạnh mẽ của lưu phái chiến kỹ là ở chỗ cầm vũ khí trong tay có thể bùng phát toàn bộ sức mạnh của chính mình từng thanh từng thanh kiếm vàng của tư mục là bị dạ chiến liên thành phong vũ bức lui lại trở về phía sau trong tiếng vèo tạo thành hai cái cánh vàng hai cánh tung bay leng keng leng keng đón đỡ kiếm sắc từ trong hộp kiếm của tần mục phóng tới đột nhiên hai thanh đao tuột khỏi tay tần mục đâm ra một quyền tựa như một phân mặt trời giữa không trung soi sáng dương hồn tư mục la bị quyền ý của hắn soi sáng thần hồn thoáng dao động một chút nhưng chiêu thức lại không loạn chút nào tuy nhiên con mắt trên kiếm của hắn kiếm bị chiêu chúng dồn dập khép kín từng con từng con mắt phát ra tiếng kêu thảm thiết hóa thành từng làn khói xanh tần mục trở tay đánh ra tự tại thiên ấn tư mục la vẫn không nhúc nhích vô tôn lâu la kinh lấy hồn phách người khác làm vật liệu tu luyện hồn phách của mình cũng được luyện càng vững chắc hơn thân thể của hắn cũng cực kỳ cứng rắn thậm chí ngay cả lôi âm bát thức cũng không cách nào lay động Tần Mục khẽ cao mày, đột nhiên xuất ra một chỉ, 36 thanh phi kiếm bay ra khỏi hộp kiếm ào 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 gộp lại, hóa thành toàn kiếm thức, một chiêu đâm về phía Tư Mục La, hai cánh Tư Mục La tung bay che ở trước người, kiếm tạo thành cánh không ngừng đan xen, biến hóa phương vị, cố gắng ngăn cản đòn đánh của Tần Mục, nhưng sau một khắc liền bị toàn kiếm thức xuyên phá phòng ngự hai cánh, Tư Mục La thất kinh trong lòng, ngực bị đau, thân thể như vàng dòng của hắn vậy mà không cách nào ngăn cản toàn kiếm thức, lập tức đập cánh bay lên, hai cánh nhấc lên một trận gió lớn. Vù, cuồng phong vừa nổi lên tần mục lập tức đạp gió mà đi trong mắt tư mục la lộ ra vẻ sợ hãi tốc độ chạy của tần mục trên không trung vậy mà còn nhanh hơn hắn đập cánh bay thầu thiên cước pháp của người quay tốc độ vô địch thiên hạ nếu không có cơn gió do hắn đập cánh nhấc lên mà nói thì tần mục rất khó đuổi theo hắn trên không trung thế nhưng gió lớn nổi lên thì đối với tần mục mà nói không trung chính là đất bằng đi tư mục la quát lớn một tiếng từng thanh kiếm vàng trên hai cánh sau lưng bay ra đâm về phía tần mục ý đồ ngăn cản tần mục tới gần trong nháy mắt hai cánh của hắn trống trơn, chỉ còn dư lại hai khối thịt vàng rực rỡ, thân hình của hắn lập tức rơi xuống, nhưng vào lúc này ánh đao như là thác nước, va chạm cùng kiếm vàng đang đâm nhanh đến, chỉ nghe một tiếng phập, một thanh kiếm vàng xuyên qua đao quang như thác nước của tần mục, cắm lên vai trái của hắn, ngay vị trí hai phần bà vai, mà thân hình của tần mục cũng đã tới trước người tư mục la, lướt ngang thân hắn, đao quang sáng như tuyết xẹt qua cổ tư mục la, ánh đao kia rất mỏng thật giống như đánh chúng tư mục la tiến vào trong cổ của hắn rồi xuyên qua nhưng cũng thật giống như không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho hắn tư mục la rơi xuống đất từng thanh từng thanh kiếm vàng ao 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 bay tới trở lại phía sau tạo thành hai cánh cặp cánh vàng rực rỡ kia rào rào mở ra ánh sáng màu vàng bắn ra bốn phía tư mục la sư huynh làm tốt lắm một âm thanh vừa mừng vừa sợ kêu lên các vũ sĩ khác cũng được cổ vũ dồn dập kêu lên tư mục la sư huynh đánh ngã nô lệ duyên khang này đám người duyên khang là cặp giò dê chỉ xứng lấy ra tu luyện không xứng sống trên đời tần mục rơi xuống đất từng thanh từng thanh phi kiếm lần lượt bay tới lần lượt rơi vào bên trong hộp kiếm sau lưng hắn thiếu niên rút kiếm vàng trên bả vai ra ném xuống đất cẩm y trên người hắn vẫn hoàn hảo lúc thanh kiếm này đâm tới thì bị cẩm y cản một chút tuy nhiên vẫn mang theo cẩm y đồng thời đâm vào vai của hắn cái gọi là đau thương bất nhập kỳ thực cũng không thể hoàn toàn ngăn cản đau thương tuy bộ đồ dệt từ tơ kim tầm sáu cánh của hắn chặn lại được kiếm vàng nhưng cũng khó tránh khỏi bị thương dưới đài vàng tiếng hoan hô rung trời mà tư mục la còn đang dương cánh uy phong lẫm liệt tựa hồ đang hưởng thụ tiếng hoan hô của mọi người tần mục đi lên phía trước tiếng hoan hô dần dần thấp xuống tần mục giơ tay cắm hai thanh đao vào túi đao sau lưng đi tới bên người tư mục la thế nhưng tư mục la vẫn không nhúc nhích vẫn đang mở ra cánh vàng sau lưng không có bất kỳ phòng bị và ngăn cản nào tần mục giơ tay nắm lấy tóc của hắn nhẹ nhàng nhấc lên, gỡ đầu của hắn ra khỏi cổ, ném xuống dưới đài. Tiếng hoan hô dưới đài vàng càng lúc càng nhỏ, chỉ có những vu sĩ phía xa xa không nhìn thấy cảnh tượng này vẫn còn đang hoan hô, có vẻ trói tai gấp bội. Đầu lâu kia lăn vòng vòng từ trên đài xuống dưới, lăn tới bên cạnh vu sĩ còn đang hoan hô, dần dần âm thanh không còn. Tư mục là tu luyện công pháp trấn giáo vu tôn lâu la kinh cũng chết, ngay lúc hắn xem như nắm chắc phần thắng thì bị một đao của tần mục chặt đầu. Linh dục tú vội vã tiến lên, muốn băng bó vết thương cho hắn, Tần Mục khoát tay áo một cái, không có chuyện gì, ta nói rồi, muốn phá tan ý chí của bọn họ liền nhất định phải làm được, ngươi cứ yên tâm. Đình Dục Tú khẽ cau mày, cảm thấy Tần Mục có chút tự tin quá mức, chăn bò, bà vai ngươi bị thương, kẽ hở trên bà vai sẽ càng lớn hơn, lỡ như lại xuất hiện một đại vu tu luyện vu tôn lâu la kinh, nàng mới vừa nói tới chỗ này, đột nhiên trước thánh điện của Lâu Lan Hoàng Kim cung lại có một vị đại vu trẻ tuổi, thân thể vàng rực rỡ đi tới, trên mặt tươi cười, nhẹ giọng nói, Tư Mục La sư đệ vẫn còn non một chút không đủ trầm ổn, vì thế hắn mới chết. Ta đan ba la, lục hợp cảnh, tự phong lục hợp bí cảnh, sắc mặt tần mục nghiêm nghị, thân hình đột nhiên bay về phía sau, bước chân đạp liên tục, vèo một tiếng nhảy lên đỉnh một cung điện bằng vàng. Đan ba la cười ha ha, như hình với bóng đuổi theo hắn, trong tay cầm một cây búa lớn, đầu búa kia là một cái xương sọ to lớn, hiện ra màu vàng sậm, xương sọ vậy mà mọc ra bảy cái gai xương. Bên trên mỗi một cái gai xương đều có một đầu lâu khá nhỏ, chỉ to bằng nắm tay bên trong viền mắt của tám đầu lâu này đều có mắt rất là đáng sợ khủng khiếp tuy rằng đầu búa rất lớn thế nhưng nhược điểm lại là rất ngắn cố gắng làm mới có thể chụp vào trong tay đan ba la nhẹ nhàng lắc búa lập tức bảy đầu lâu nhỏ trên mặt búa mở mắt còn ngươi vội vã chuyển loạn sau đó hám mùng ra từng luồng từng luồng khói đen từ trong miệng đầu lâu kia phun ra bảy luồng khói đen trên dưới qua lại tựa như hắc dao lao thẳng đến tận mục vừa rơi vào đỉnh điện bằng vàng từng thanh từng thanh kiếm sắc bén bên trong hộp kiếm của tận mục bay ra mũi kiếm hắt một cái chặt đất đầu hắc giao hình thành từ khói đen kia thế nhưng phi kiếm liền lập tức mất khống chế rơi xuống đất len keng bảy thanh phi kiếm rơi dụng trên cung điện bằng vàng vẫn nhảy lên len keng len keng bên trong kiếm có khí đen đang nhót lung tung lập tức tần mục liền cảm thấy nguyên khí bị ô nhiễm trong lòng thất kinh phu tôn lâu là kinh hiển nhiên cũng phong phú toàn diện như đại dục thiên ma kinh không chỉ có một loại công pháp tư mục la vừa mới kia chính là tu luyện một loại trong đó đi chính là con đường kiếm pháp thần thông mà đan ba lan này lại tu luyện một loại khác đi chính là con đường pháp thuật thần thông dù rằng cả hai đều cùng tu luyện vu tôn lâu la kinh nhưng con đường đi lại khác nhau bước chân tần mục di động ngói của cung điện bằng vàng dưới chân nổ rầm rầm từng luồng từng luồng khói đen giống như hắc dao từ bên trong điện tiến vào xuyên ra đánh về phía hắn động tác thân hình hai người mau lẹ chạy nhanh trên mái điện bằng vàng thậm chí dẫm vào vách tường cũng như dẫm trên đất bằng đột nhiên thân thể tần mục chìm xuống rơi vào bên trong cung điện bằng vàng kia đan ba la cười gằn, vung búa lớn lên phá tan cung điện bằng vàng giết vào oanh một bóng người phóng lên trời phất tay khiến từng thanh từng thanh phi kiếm đâm về phía sau mà đan ba la theo sát lao ra chân đạp một luồng khói đen khói đen không ngừng chuyển động lăn lộn xông về phía trước mang theo hắn đánh về phía tần mục tần mục lại rầm rầm đánh vỡ một cung điện vàng khác lẻn vào bên trong cung điện tránh né sự đổi giết của đan ba la đan ba la lao sát theo tiến vào trong đó khi thấy hùng hổ Phu sĩ và đại vu của lâu lan hoàng kim cung nhìn thấy đều hãnh diện quét sạch chán nản uể oải lúc nãy hai người len lỏi lao nhanh giữa những cung điện trên núi lạnh lùng hạ sát thủ với đối phương cách sơn môn càng lúc càng xa sự tự tin của đan ba la càng lúc càng tăng công kích cũng càng lúc càng mạnh mẽ sau khi tần mục rơi vào bên trong một cung điện vàng thì hắn lập tức giết vào trong đó nhưng mà chờ đợi hắn là một vùng núi sông tráng lệ kiếm lý sơn hà đan ba la cảm giác mình tựa hồ như đang nhanh chóng nhỏ đi rơi vào vùng sông núi kia trong lòng không khỏi hoảng loạn trước sau sân môn mọi người vô cùng sốt sáng nhìn về phía cung điện mà hai người tiến vào sau một lát đột nhiên một bóng người vang rực rỡ từ bên trong cung điện nhảy ra đứng ở đỉnh điện một tay nắm chặt chùy bằng xương một tay khác giơ cao một cái đầu lâu đám người lâu lan hoàng kim cung hoan hô đinh tài nhức óc sắc mặt linh dục tú vụt trở nên trắng bệch hoang mang lo sợ thanh ngư cũng ngơ ngác hồ linh nhi cũng ngây người, người chăn bò chết rồi trong đầu linh dục tú trống rỗng trước thánh điện mấy vị vua vương của lâu lan hoàng kim cung lộ ra nụ cười hiếm thấy nhìn nhau và nhẹ nhàng gật đầu Đàn ba la rất tốt lòng dạ độc ác lại cực kỳ trầm ổn là kẻ đại tài vượt qua nhân tài một chút một vị vua vương lớn tuổi kinh ngạc nói sao hắn không trở về thánh điện đan ba la mang theo cái đầu kia nhảy lại vào trong cung điện dưới chân không có trở về trước sân môn một vị vua vương khác cười nói quá nửa là hắn cũng bị thương đan ba la trời sinh tính cẩn thận sau khi bị thương nhất định sẽ lập tức chữa thương, không giữ lại bất kỳ mầm họa nào. Cái này cũng là chỗ làm người mong đợi, hiện tại chỉ còn dư lại một cô bé này, rất nhanh cũng phải chết thôi, không biết tình hình chiến đấu bên núi kia ra sao. Mấy vị phu vương có lòng muốn đi tới núi tuyết nhìn tình hình trận chiến, chỉ là phụng mệnh ở lại chỗ này, chấn thủ thánh điện, không thể rời thân. Bên trong cung điện kia, đàn ba la ném đầu lâu qua một bên, lấy ra một bức tranh, nhẹ nhàng mở ra, cẩn thận đánh giá một phen. Bảo tàng của Lâu Lan Hoàng Kim Cung ở bên cạnh đại điện này, mình không đến sai chỗ hắn khép bản đồ lâu lan hoàng kim cung lại đứng dậy bước ra phía ngoài đột nhiên cảm giác được bà vai đau nhói vội vàng lấy từ trong lồng ngực ra một cái bình ngọc liếc mắt nhìn rồi phóng lại vào trong túi suýt chút nữa lấy nhầm thất mê hương hắn lấy ra một bình ngọc khác cẩn thận từng ly từng tí một lấy một ít long tiên ra bôi lên miệng vết thương ở đầu vai rất nhanh vết thương phục hồi lại như cũ cũng không đau đớn nữa đan ba la cất bình ngọc vào suy nghĩ một chút cầm thiếu bảo kiếm trong tay rời khỏi cung điện này chỉ vài bước đã đi tới một cung điện khác. Trước cung điện kia có một người vàng lưng rùa cầm trong tay một cây búa đang canh giữ nơi đó, ông ta mọc ra miệng ếch, trên lưng có mai rùa vàng rực rỡ, vô cùng mạnh mẽ. Nhìn thấy hắn đi tới thì kinh ngạc hỏi, Đan Ba La, ngươi tới đây làm gì? Màu vàng trên người hắn còn đậm hơn Đan Ba La, thế nhưng lại nhạt hơn những vu vương kia một chút, hẳn là địa vị và thực lực cũng không bằng vu vương. Đệ tử đánh chết ác đồ đến đây ngăn cửa, thu được một thanh bảo kiếm, không dám giữ làm của riêng, định hiến cho thánh giáo. Đan Ba La hai tay dâng thiếu bảo kiếm lên, cười nói, ta không luyện kiếm, thanh kiếm này tuy tốt, thế nhưng vô dụng đối với ta, vì lẽ đó cũng muốn dùng bảo vật này để đổi lấy một bảo bối khác. Thủ vệ lưng rùa kia tiếp nhận thiếu bảo kiếm rồi rút ra, bị hàn quang chiếu tới không khỏi hít mắt lại, kinh ngạc nói, kiếm tốt, thanh kiếm này trong hoàng kim cung ta cũng không tìm ra mấy món có thể ngang hàng với nó đâu, ngươi vậy mà đạt được bảo vật này, vu tôn nhất định sẽ ban thưởng lớn cho ngươi. Hắn đẩy cửa điện ra, Đan ba la vội vàng nói, có thể cho đệ tử vào trong chọn một bảo bối không thủ vệ lưng rùa suy nghĩ một chút cười nói cũng được ngươi lập được công lớn cỡ này lại dâng lên báu vật cỡ này vu tôn nhất định ban thưởng cho người rất tốt tuy nhiên ngươi đi vào chỉ có thể nhìn xem bảo bối mà hoàng kim cung ta thu gom được không được lấy đợi khi vu tôn ban thưởng cho ngươi giải trừ phong ấn ngươi mới có thể lấy đi đan ba la vui mừng vội vã theo hắn đi vào cung điện này thủ vệ lưng rùa đứng trong điện cẩn thận từng ly từng tí một mở ra mấy tầng cấm chế tiến về phía trước hai bước lại giải trừ mấy cái phong ấn, lại đi về phía trước vài bước, rồi lấy ra một cái phù bảo, là một tờ bảo vật dùng phủ văn gấp thành bốn phương, 14 mặt, 24 góc, rồi chuyển nguyên khí vào trong đó. Phù bảo liền lơ lửng và dần dần sáng lên, phù bảo này càng phát sáng rực rỡ, bắt đầu xoay tròn liên tục, chiếu rọi ra phù văn trên mỗi một mặt, ánh xạ lên không trung. Đan Ba La lập tức nhìn thấy trước mặt bọn họ, không khí từ không có màu sắc, trong suốt dần dần xảy ra biến hóa, rồi biến thành rất nhiều khối lập phương nửa trong suốt, bên trong mỗi một khối lập phương đều có một người nhỏ bằng nắm tay, tướng mạo hùng ác, sốt ruột đi tới đi lui trong khối lập phương kia, tựa hồ muốn ra ngoài giết người ăn thịt, cầm chế quái lạ, Đan Ba La nhìn những người nhỏ hung ác này một chút, trong lòng giật mình, mỗi một người nhỏ tựa hồ cũng là dùng hồn phách của cường giả luyện thành, cực kỳ mạnh mẽ, chỉ biết giết chóc, mà những khối lập phương kỳ quái này tạo thành một cái khóa vô cùng phức tạp, phù văn chiếu rọi ở phía trên, chỉ có đúng hình dạng phù văn mới có thể mở khóa, nếu không thì sẽ thả những người nhỏ này ra, những khối lập phương nửa trong suốt này đếm không xuể, số lượng rất nhiều. Khi phù văn của phù bảo chiếu dọi ra ánh xạ lên một khối lập phương thì khối lập phương kia liền tự lui về phía sau, biến mất không còn tăm hơi. Giải khai chế cấm là bước đi rất phức tạp, không có cái phù bảo này thì khó có thể làm được. Phù bảo không ngừng xoay tròn, phù văn trên 14 mặt chiếu dọi ra cũng thiên biến vạn hóa, làm cho những khối lập phương trước mặt bọn họ không ngừng thối lui. Phù bảo tung bay về phía trước, thủ vệ lưng rùa cất bước theo sau, đàn ba la vội vã đuổi theo, dập khuôn từng bước, Đi qua một đoạn đường nối thật dài, đột nhiên trước mắt rộng rãi sáng rủa bên trong cung điện vàng này còn có động thiên khác, từ bên ngoài mà xem thì cung điện này cũng không lớn, thế nhưng từ bên trong nhìn lại, ít nhất phải lớn hơn 10 lần, từng cây từng cây cột xếp hàng, sau đó là những tế đàn bằng vàng to to nhỏ nhỏ, trên mỗi một tế đàn đều đặt những bảo vật hình thái kỳ dị, thủ vệ lưng rùa mang theo thiếu bảo kiếm đi về phía trước, cười nói, loại báu vật này nhất định phải đặt ở nơi sâu xa nhất, vị trí tôn quý nhất, pháp lực của ta không đủ phòng ẩn nó chỉ có chờ Vu Tôn đến đây tự mình phong ấn, Đan Ba La, ngươi lập công lớn, ngay cả ta đều rất hâm mộ. Đan Ba La vội vã cười nói, từ trên người tên Duyên Khang kia ta đạt được không chỉ một bảo vật, còn có một bình ngọc nhỏ, bên trong quán nửa là thánh dược, ta ngửi một chút, vô cùng tuyệt vời, tựa hồ muốn thành thần tiên. Hắn lấy từ trong tay áo ra một cái bình ngọc nhỏ, thủ vệ lưng rồi nhìn thấy, ánh mắt sáng lên, từ trong tay hắn đoạt tới, cười nói, Đan Ba La, ngươi lập được công lớn, Vu Tôn tất nhiên sẽ ban thưởng cho ngươi cực nhiều ta sớm mang ngươi đi tới nơi này chọn bảo vật ngươi há có thể không có gì hiếu kính ta sao thánh dược trong bình ngọc này đưa cho ta thôi vẻ mặt đan ba la đau nhức thủ vệ lưng rùa nhìn thấy vẻ mặt đau nhức của hắn thì cười nói keo kiệt dứt lời vặn nắp bình ngọc rồi đặt lên mũi người một cái thật thơm ô ô ô trên mặt thủ vệ lưng rùa còn mang theo nụ cười thỏa mãn ngã oạch xuống đan ba la ngừng thở vội vã đoạt lấy bình ngọc từ trong tay hắn đậy nắp bình một hơi cũng không dám thở suy nghĩ một chút lấy ra một bình ngọc khác thu không khí xung quanh vào trong bình ngọc, sau đó mở miệng thủ vệ lưng rùa ra, đặt cái bình ngọc đã mở nắp này vào trong miệng hắn, để hắn ngậm lại. Như vậy trong thời gian ngắn, hắn sẽ không tỉnh lại. Phù đan ba la thở hát một hơi, sau đó bắt đầu lột ra, từ bên trong túi da đan ba la chui ra một người khác, chính là tần mục. Lúc này cũng coi như là mình dùng thủ đoạn của ma đạo, tần mục nhìn túi ra trên đất một chút, lắc lắc đầu, tư bà bà có thể khoác ra người khác, thiên biến vạn hóa, thế nhưng trong lòng hắn vẫn còn có chút bóng ma tần mục cầm lại thiếu bảo kiếm lại tìm kiếm trên người thủ vệ lưng rùa lấy tấm phù bảo này nhét vào ngực mình sau đó lại lôi ra một ít đồ vật linh tinh lẻ tẻ hắn tìm kiếm một phen không tìm được thứ gì có tác dụng nữa đành coi như thôi thần tiêu thiên nhãn mở thanh tiêu thiên nhãn mở bên trong tròng mắt của tần mục thần tiêu thiên và thanh tiêu thiên mở ra hình thành hai tầng phù văn dày đặc trong tròng mắt hắn nhìn chung quanh lập tức toàn bộ nơi này trở nên thứ tự rõ ràng mỗi một tế đàn bằng vàng ở nơi này đều dày đặc phong ấn tương tự như khối lập phương hắn nhìn thấy lúc nãy bên trong mỗi một khối lập phương đều giam giữ một người nhỏ tướng mạo hùng ác những người nhỏ này ngũ quan vận vẹo cùng nhau tóc mọc lùm xùm nành vỗ sắc bén tuy nhiên không dùng thiên nhãn mà nói thì căn bản không nhìn thấy tần mục cầm lấy tấm phù bảo này cẩn thận đánh giá phù văn trên 14 mặt phù bảo so sánh một chút lắc lắc đầu tấm phù bảo này cũng không phải là chìa khóa dùng để giải trừ phong ấn trên tế đàn bằng vàng đoán chừng chỉ có thể dùng để mở cửa cung điện hắn đi về phía trước nhìn từng cái từng cái tế đàn hắn nhất định phải tranh thủ thời gian ở bên ngoài hẳn là linh dục tú còn đang ngăn cửa bản lĩnh của linh dục tú kém hắn một bậc cho dù đã học chiến pháp hợp lưu của bá sơn tế tử nhưng đoán chừng cũng kiên trì không được bao lâu bảo vật trên tế đàn có sự khác nhau có rất nhiều bảo vật chỉ duy nhất ở lâu lan hoàng kim cung mới có luyện đến mức rất kỳ quái có lột da người ra vẽ tranh vẽ phủ văn có dùng xương sọ của người làm bát còn có dùng da người làm trống cùng với bạch cốt phiên thiên độc phệ hồn phiên điện thờ bằng xương trắng đều là pháp khí tà ma ngoại đạo thế nhưng ngoài ra cũng có không ít thứ tốt ánh vàng rực rỡ thật giống như bảo vật do tồn tại cấp bậc vu vương luyện chế tần mục còn nhìn thấy một ít bảo vật không phải của vu giáo cũng được để ở chỗ này có thiên tràng tháp xá lợi tử hẳn là báu vật của phật môn còn có một viên kiếm hoàn nhỏ như trái nho một cây đàn cổ bị đốt trái khét một mặt một thanh kiếm gãy đột nhiên tần mục dừng bước lại thân thể không thể di chuyển trên tế đàn này dựng thẳng một phiến đá trên phiến đá khắc chính là tàn đồ hành công, hắn chỉ liếc mắt nhìn liền biết là đồ hình hành công của bá thể Tam Ran công, tuy nhiên không phải đồ hình hành công cảnh giới lục hợp, trong lúc vội vàng hắn căn bản không nhìn ra là cảnh giới nào. "Đi, đi, đi tìm chân, tần mục dục chính mình, chạy như bay vào nơi sâu trong bảo khố." Sau một lát, hắn nhanh chóng chạy hết một vòng nơi này, sau đó dừng lại trước một tế đàn. Tế đàn này hắn đã xem qua một lần, nhưng mà cuối cùng vẫn lại về nơi đây. Trên tế đàn chính là đặt nửa người dưới của một người chỉ có vị trí eo trở xuống nhưng vẫn đứng vững vàng như trước tuy nhiên tần mục có thể khẳng định đây không phải là nửa người dưới của đồ tể nửa đoạn thân thể này sáng vàng rực rỡ ngay cả dòng máu tựa hồ cũng là màu vàng xương cốt cũng màu vàng bộ thân thể này tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng mạnh mẽ hơn cả vu vương thân thể của vu tôn tần mục hấp hái mắt lấy tay đo eo mình một cái sau đó cẩn thận nhớ lại thân thể của đồ tể thân thể của đồ tể tựa hồ hoàn toàn có thể đặt lên nửa đoạn thân thể này Phu Tôn tiêu diệt môn phái cấp đi nửa người dưới của Đồ Gia Gia kia, lấy nửa người dưới của ông, sau đó Phu Tôn chặt nửa người dưới của mình, đặt ở nơi này, mà nửa người dưới của Đồ Gia Gia lẽ ra nên ở đây nhưng không thấy, khóe mắt tần mục nhảy nhảy, nghĩ đến một khả năng đáng sợ, Phu Tôn chém đứt nửa người dưới của chính mình, lắp nửa người dưới của Đồ tể vào trên người mình, lấy y thuật của ta hoàn toàn có thể làm được điều này, hẳn là Phu Tôn cũng có thể, hắn không khỏi tê cả da đầu, chém đứt nửa người dưới của chính mình nối với nửa người dưới của người khác. Ý đồ của Vu Tôn là cái gì? Hay là hắn cho rằng thân thể của Đồ Gia Gia lợi hại hơn thân thể vang rong của hắn, là hắn suốt đời đều không thể với tới, vì lẽ đó hoán đổi nửa người dưới của chính mình. Tuy nhiên cũng có một khả năng khác, đó là Vu Tôn luyện nửa người dưới của Đồ Gia Gia Thánh Linh binh hình hai chân, sắc mặt tần mục quái lạ, khả năng sau rất nhỏ nhưng lại không phải là không có. Hắn không khỏi lộ vẻ khó khăn. Trung quanh nửa người dưới trên tế đàn kia cũng có phong ấn, phong cấm, dùng tay tới lấy tuyệt đối sẽ bị những người nhỏ trong khối lập phương kia ăn sạch không chừa lại chút dương nếu bà sơn tế tử ở đây liền có thể lập tức dùng sức mạnh phá hủy những phong ấn phong cấm này nhưng tần mục không có loại năng lực này thâu thiên hoán nhật thủ ra ra què dạy cho mình chưa một lần dùng thử có thể xuyên qua phong cấm lấy được nửa đoạn thân thể kia không đây trong lòng hắn lo sợ đột nhiên nhấc chân lao nhanh trong bảo khố này khống chế thâu thiên thần thoái mà người què truyền thụ cho hắn tốc độ như phù quang lực ảnh nhanh đến mức mắt thường khó có thể nhìn thấy tần mục vừa lao nhanh vừa triển khai thâu thiên hoán nhật thủ tay càng lúc càng nhanh như ánh sáng như tia điện một thân công phu của người què đều ở chân và tay chân chạy nhanh là để thoát thân khi trộm đồ bị người ta phát hiện ra tay nhanh là để trộm đồ vật thâu thiên cước pháp tần mục vẫn cần tu khổ luyện thế nhưng thâu thiên hoán nhật thủ thì hắn ít luyện tập giờ phút này gặp chuyện ôm chân phật mong mỏi mình có thể tìm hiểu ra càng nhiều ảo diệu thâu thiên thần thoái và thâu thiên hoán nhật thủ đồng thời triển khai tần mục lập tức nhận ra được một tia kỳ diệu không khỏi kinh hô một tiếng vội vàng dừng lại hắn cùng lúc triển khai hai loại pháp môn không giống nhau vậy mà cảm giác được hai loại pháp môn này như là một thể thống nhất chỉ là người què chia pháp môn thống nhất ra làm hai nửa truyền thụ cho hắn vốn là hắn tu luyện thâu thiên thần thoái đã cảm giác cực kỳ thông thuận mà lúc này đồng thời triển khai thâu thiên thần thoái và thâu thiên hoán nhật thủ thì tốc độ vận hành của nguyên khí lập tức tăng lên mấy lần tốc độ vận hành nguyên khí tăng nhanh tăng lên mấy lần mang ý nghĩa tốc độ ra chân và tốc độ ra tay của hắn có thể tăng lên mấy lần tần mục lấy lại bình tĩnh nhìn về phía trước bảo khố trong cung điện cực kỳ rộng rãi có đầy đủ không gian để cho hắn có thể lao nhanh hắn đột nhiên phát lực hai chân lao như bay về phía trước không khí bên trong cung điện truyền đến tiếng rít như bị xé rách đột nhiên chỉ nghe một tiếng vang đùng thật lớn tần mục mạnh mẽ đâm vào vách tường cung điện cách chỗ hắn vừa cắt bước hơn trăm trượng sau đó ngã thẳng về phía sau ở chung quanh thân thể hắn một luồng khí trắng hình tròn lượn lờ tản ra sau một lát tần mục đứng dậy cua cua đầu lần thứ hai phát lực lao nhanh lại là một tiếng vang đùng thật lớn một luồng khí trắng từ chung quanh hắn tản ra thế nhưng lần này hắn không vào vào vách tường mà là dẫm trên vách tường lao qua sau đó chạy lên đỉnh điện gào thét lao qua đỉnh điện tiếng rít tựa như xé rách không dứt tần mục từ trên không trung của bảo khố này dẫm lên không khí gào thét mà đi trong chớp mắt lại gào thét mà quay về đột nhiên trên đường lao nhanh hắn đưa tay chuộc một cái trên một tế đàn bằng vàng đã trống rỗng mà trong tay tần mục thì lại có thêm một cái bát luyện chế từ xương sọ leng keng bắt rơi trên đất tần mục cười ha ha vừa vui vẻ chạy như điên vừa thò tay chộp vào tế đàn như ánh sáng lướt qua bên người từng cái từng cái tế đàn lập tức trống rỗng mà trên mặt đất những bảo vật kia bị hắn vứt khắp nơi sau một lát toàn bộ bảo vật trên tế đàn đều bị hắn vét sạch sau đó tần mục ôm hai cái bắp đùi từ một bên tế đàn xẹt qua thân hình của hắn bỗng nhiên dừng lại thả nửa người dưới sáng vàng rực rỡ này xuống chẳng trách què ra ra luôn thích trộm đồ vật nguyên lai trộm đồ vật sảng khoái như vậy thiếu niên tàn lão thôn thở hắt một hơi quay đầu lại nhìn bảo vật vất lung tung trên mặt đất một chút, tinh thần sảng khoái, khen, cho dù bị chém đất một chân cũng đáng giá. Tần mục đột nhiên tỉnh ngộ lại, loại ý nghĩ này của mình vô cùng nguy hiểm, chân người què vì thế mà mất đi, tuy rằng người què trước mặt người khác tê cười vui vẻ, nhưng sau lưng lại than thở cả ngày, rất muốn tìm cái chân kia của mình về, nhưng lại không dám. Nếu như chính mình rơi vào hành vi điên cuồng trộm cướp mà người què không vượt qua trước kia, đoán chừng kết quả cách người què cũng không xa, tuy cảm giác này rất sảng khoái, thế nhưng sau này vẫn nên ít là một chút. Tần mục cảnh giác chính mình, quay đầu lại nhìn các loại bảo vật trên đất một chút, ngoại trừ những bảo vật hoang đường do lâu lan hoàng kim cung luyện chế, những cái khác hắn đều muốn mang đi, chỉ là thứ mà hắn có thể mang đi lại có hạn, kiếm hoàn được bọn họ cung phụng ở đây, hẳn là một bảo vật không tệ. Tần mục nhặt kiếm hoàn lên, kiếm hoàn rất nặng, xem chừng bên trong phong ấn rất nhiều thanh bảo kiếm, nguyên khí của hắn thoáng tiến vào trong đó, chỉ nghe một tiếng phù, từ trong kiếm hoàn bay ra một thanh loan đao từ từ chuyển động nửa vòng trước người hắn, không phải kiếm hoàn, là đao hoàn. Tần Mục kinh ngạc, hắn từng gặp được đao hoàn chỗ phản quân của Man Địch Quốc, phản quân dùng đao hoàn để công phá thần thông Tuyệt Bích Thiên Cương của Bá Sơn Tế Tử, kết quả toàn bộ mấy vạn thanh loan đao đều cắm vào Tuyệt Bích Thiên Cương không thu lại được, vì thế Thác Lý Mộc mới có thể dễ dàng giết sạch phản quân như thế. Tần Mục cầm lên một thanh loan đao, không thuận tay cho lắm, chắc là cần công pháp đặc thù mới có thể khống chế. Tuy nhiên chất lượng thanh loan đao này tốt hơn rất nhiều những thanh khác của phản quân, tính chất không thu giao mổ lợn của hắn hắn thu hồi nguyên khí thanh loan đao lại kêu vang rồi chui vào trong đao hoàn biến mất không còn tam hơi số lượng loan đao bên trong đao hoàn rất nhiều tuyệt đối là một đại sát khí tần mục lại cầm thanh kiếm gãy kia lên hắn cảm ứng không được uy lực của kiếm gãy tựa hồ không có bất kỳ uy lực gì cầm vào tay cũng rất nhẹ nhàng tần mục mở thần tiêu thiên nhãn thanh tiêu thiên nhãn ra cẩn thận đánh giá cũng không nhìn ra được cái gì tuy nhiên có thể được lâu lan hoàng kim cung trịnh trọng giấu trong bảo khố như vậy hẳn là không tầm thường nên cũng cất đi cây đàn cổ có một đoạn bị đứt trái khét tần mục liếc mắt nhìn đó là dấu vết sét đánh lưu lại ồ không đúng đàn này có một luồng sát khí và yêu khí tần mục cẩn thận đánh giá càng xem càng cảm thấy kỳ quái đàn cổ có một luồng khí huyết sát thật giống như bên trong đàn có huyết khí nồng nặc đang lưu động mà yêu khí kia cũng cực kỳ nồng nặc cây đàn này không giống như là đàn mà như là một đại yêu cực kỳ khủng bố lẽ nào là thụ tinh tu luyện thành yêu, bị người làm thành đàn cổ, thứ tốt, cũng phải mang đi. Tần mục mang đàn cổ ra phía sau, lại nhặt lên một cái xương tay, vừa tóm vào trong tay, tần mục tựa như bị sét đánh vậy, thân thể run rẩy trong đầu truyền tới một âm thanh cực kỳ vang dội ầm ầm nổ vang, thần ngữ, sắc mặt tần mục thay đổi, vội vàng quăng xương tay xuống, thanh âm kia là thần ngữ, chộp vào trong tay thì thật giống như có một vị thần linh xuất hiện trong đầu hắn lúc nãy hắn lấy xương tay này ra khỏi phong cấm của tế đàn thì tiện tay vứt đi bây giờ mới biết chính mình quăng cái xương tay này là chính xác cỡ nào xương tay này có gì đó quái lạ lẽ nào là tay của thần hắn lấy lại bình tĩnh rút thiếu bảo kiếm ra sử dụng kiếm hất xương tay lên sau đó lượm một cái túi vải trên đất đặt xương tay vào bên trong túi vải thiên tràng tháp của phật môn cũng là thứ tốt chỉ là quá lớn tần mục đánh giá thiên tràng tháp từ trên xuống dưới mỗi một hạt tràng đều rất tinh xảo to chỉ hơn ba tấc thế nhưng ngàn hạt tràng tinh xảo kết thành hình dạng một cái tháp vậy thì rất lớn cao tới hơn trượng nếu mình cõng đi chắc chắn khiến người ta chú ý ngược lại mấy viên xá lợi tử kia bị hắn cầm lên cũng nhét vào bên trong túi vải sau đó lại tìm được mấy viên ngọc châu cũng ném vào bên trong túi vải tần mục ném cả đao hoàn vào trong túi vải lúc này mới cảm thấy kỳ quái đao hoàn rất nặng thế nhưng tiến vào túi vải thì hắn lại không cảm giác được trọng lượng của đao hoàn hắn nhét túi vải lên lật qua lật lại nhìn mấy lần túi vải này cũng là một trong những bảo vật bị phong ấn trên thế đàn không biết là làm bằng vật liệu gì cũng không biết có tác dụng gì một mặt túi phải thâu một con dị thú há to miệng vị trí miệng của dị thú vừa đúng vị trí miệng của túi vải hắn mở túi phải ra nhìn vào bên trong chỉ thấy bên trong túi phải có mấy thứ to bằng hạt vừng đúng là vài món bảo vật mà mình ném vào lúc nãy kia tần mục ngơ ngác đổ mấy thứ xương tay xá lợi tử đau hoàn ra những thứ đồ này sau khi rơi khỏi túi phải vẫn là to nhỏ như trước cũng không hề biến hóa quái lạ tần mục mở miệng túi vải chui đầu và nhìn vào bên trong không khỏi sợ hết hồn hắn nhìn thấy một không gian to khoảng một mẫu cao sáu bảy trượng hắn rút về đầu thò tay vào túi một cánh tay bỏ vào vẫn không chạm vào đáy túi tần mục suy nghĩ một chút lần nữa thả lại xương tay thần xá lợi tử cùng đao hoàn vào túi vải sau đó nhét cả đàn cổ vào túi vải thiên tràng tháp kia cũng bị nhét vào hắn lại nâng lên nửa người dưới vàng rực rỡ kia cũng nhét vào bên trong túi vải sau đó thiếu niên đứng dậy nhặt đồ vật trên mặt đất thấy một cái nhặt một cái quăng vào túi phải thứ nào quá to lớn nhét vào không lọt liền bỏ đi mặc kệ cũng không lâu lắm túi phải hơi có chút nhô lên dần dần cũng có thể cảm giác được một ít trọng lượng nhưng cũng không nặng tần mục cúi đầu lượm lại những thứ mình đã ném ra từ trên tới đàn lại nhặt được mấy cái lò luyện đan trong đó có một cái lò luyện đan là lò bịt kín còn muốn lớn hơn cái lò trong thái học viện một chút hơn nữa càng thêm quý giá trong bảo khố này chỉ còn sót lại pháp khí mà vu giáo dùng xương người để luyện chế tần mục thở phào một hơi buộc túi vải ngang hông mình dùng quần áo che kín thời gian không ngắn nên đi ra ngoài tìm mấy người dục tú nhanh chóng rời đi trong lòng thiếu niên phanh phanh nhảy loạn lấy lại bình tĩnh sau đó cẩn thận tính toán chốc lát không mặc lại da người mà lại lấy dao mổ lợn ra sửa sang tóc mình một chút cắt thành tiêu chuẩn của đệ tử vu giáo tần mục mặc quần áo đan ba la vận chuyển tạo hóa thiên thần công bên trong đại dục thiên ma kinh lập tức màu da của hắn bắt đầu xảy ra thay đổi rất nhỏ tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua thì đó là một vu sĩ tu luyện có chút thành tựu trong lâu lan hoàng kim cung tần mục mở bản đồ lâu lan hoàng kim cung ra nhìn một lát sau đó thu lại nguyên khí của hắn khống chế tấm phù bảo này phù bảo bay lên không từng cái từng cái phù văn sáng lên chiếu về phong cấm nơi cửa bảo khố mười hai chín sáu mười bảy sáu bảy một miệng tần mục đọc các con số mỗi con số được đọc lên thì tấm phù bảo này liền lật một cái trên không trung chiếu một trong mười bốn mặt và phong cấm lúc tiến vào bảo khố này thì thủ vệ lưng rùa kia khống chế phù bảo mở ra phong cấm phù bảo biến hóa cực kỳ phức tạp phù bảo có 14 mặt mỗi một mặt có phù văn khác nhau muốn ghi nhớ biến hóa của những phù văn này rất là khó khăn thế nhưng nhớ kỹ trình tự những phù văn này lại không mấy phiền phức đối với tần mục hắn gắn 14 mặt phù bảo này với 14 con số sau đó đảo ngược thứ tự các con số khi vào cửa phá giải phong cấm từ bên trong ở trước mặt hắn từng khối lập phương nổi lên lần lượt lùi về sau tần mục đi ra ngoài rốt cục thuận thuận lợi lợi ra khỏi bảo khố tần mục thở phào nhẹ nhõm lấy thiếu bảo kiếm ra chém phù bảo nát tan sau đó căn cứ chỉ dẫn trong bản đồ đi về nhà kho của lâu lan hoàng kim cung dù rằng giờ phút này lâu lan hoàng kim cung đang bị người ngăn cửa nhưng trong nhà kho vẫn còn có đại vu đang làm nhiệm vụ tần mục đưa lên một toa thuốc đại vu kia thì thầm dâu tây hai lạng thiên trúc một cân sáu lạng trúc đào bốn lạng nhiều thuốc như vậy ngươi định chuẩn bị luyện thuốc số lượng lớn hả tần mục gật đầu cười thật thà nói vừa nãy bị thương, chuẩn bị bồi bổ một chút, đi đánh tên chán sơn môn kia, ta cũng nghe nói, chết không ít người, cũng may tên khốn kia đã bị đánh chết, không tính là mất mặt. Năm đó, lần võ khả hãn chán cửa kia mới xem như là mất mặt, đại vu kia chuẩn bị tốt dược liệu, tần mục đưa túi tiền của đan ba la tới, nói, có quả dáng châu thảo tươi không, cho ta bốn quả, vật này rất đắt, làm gì có quả tươi, quả khô có lấy không, khô cũng được. Đại vũ kia mang quả hồng khô tới, tần mục thu nhận rồi lấy một quả nhét vào miệng, đại vu kia thấy hắn thật thà lặng lẽ lấy thêm vài đồng từ trong túi tiền trong lòng mừng thầm một trận sắc mặt tần mục hơi thay đổi quát lên ngươi lấy thêm tiền của ta sắc mặt đại vu kia thay đổi cả giận nói đâu có ngươi ngậm máu phun người tần mục lôi kéo túi tiền nói tiền trong túi ta biết rõ ngươi thu nhiều ta ước lượng một chút liền biết ta phải nói cho vu vương đại vu kia vội vàng đến kéo túi tiền hai người lôi kéo một cái bình ngọc trong tay tần mục không cẩn thận rơi vào nhà kho bột một tiếng vỡ nát tan ngươi không được nói cho vu đại vu kia còn chưa nói hết câu thì đột nhiên ngã xuống thẳng tắp trong nhà kho tràn ngập một mùi thơm mấy tên đại vu làm trong kho hàng nghe tiếng cãi nhau chạy tới còn chưa đến gần liền ngã bịch 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 xuống đất tần mục vứt túi tiền vào nhà kho rơi trên người tên đại vu kia sau đó nâng túi vải bên hông cẩn thận lục lọi từng ly từng tí một từ bên trong tìm ra một cái lò luyện đan chính là cái lò bịt kín tìm được ở trong bảo khố kia thắt mê hương lần này mình bỏ thêm liều lượng gấp 10 lần không tin không làm say ngã toàn bộ hoàng kim cung hắn để thuốc vào trong lò luyện đan nguyên khí bắn ra quay chung quanh làm cái lò này nhanh chóng chuyển động thủ pháp thiên biến vạn hóa khiến người ta hoa cả mắt qua không lâu thất mê hương bên trong lò đã được luyện xong nguyên khí trên tay tần mục vẫn đang hóa thành ngọn lửa hừng hực không hề giống như lần trước dùng huyền vũ nguyên khí làm lạnh mà là càng cháy càng lớn sau một lát tần mục dừng lại mở nắp lò ra hơi khói hồng nhạt từ bên trong lò cuồn cuộn tuôn ra tràn ngập bốn phía dù quả giáng trâu trong miệng hắn có thể giải được dược tính của thất mê hương nhưng cũng cảm giác được tứ chi tựa hồ dần dần biến mất hắn vội vàng ngừng thở chỉ thấy hơi khói bên trong lò còn đang cuồn cuộn bốc lên nguyên khí của tần mục hóa thành thanh long nguyên khí sử dụng pháp thuật hôm mưa gọi gió trong đại dục thiên ma kinh thổi tan hơi khói rất nhanh gió to đưa thất mê hương lan khắp núi hắn lập tức nhảy vào một cung điện bằng vàng vác túi quần áo của mình lên cắm hai thanh đao vào cột chặt chùy sắt trên lưng hộp kiếm thì tựa vào một bên sau đó nhanh chóng chạy về hướng sơn môn nguyên khí của hắn hóa thành huyền vũ nguyên khí kết ra một đoàn hơi nước sau đó hóa thành một bóng nước ở trong tay tần mục thả ba quả giáng trâu còn lại vào trong bóng nước vừa lao nhanh một tay vừa nâng bóng nước lên thủ pháp trong tay khác hóa thành huyễn ảnh năm ngón tay gầy gầy chỉ pháp liên tục biến hóa điểm vào bóng nước thúc giục dược lực của quả giáng trâu. ba quả kia hút nước rất nhanh phình lên dược lực bị hắn tích phát tần mục thở vào nhẹ nhõm đột nhiên từng luồng từng luồng sáng vàng bay lên không trung hốt hoảng bay ra phía ngoài hẳn là mấy vị vu phương canh giữ ở trước thánh điện kia nhìn thấy toàn bộ đệ tử trên núi chúng độc mà chết thất kinh thoát khỏi lâu lan hoàng kim khung chết rồi tất cả đều chết rồi một âm thanh vang dội mang theo sợ hãi và hoang mang nhanh chóng đi xa tần mục tăng tốc độ lên tới cực hạn chạy xuống cổng hoàng kim cung chỉ thấy thanh ngưu hồ linh nhi và linh dục tú đều ngã trên mặt đất trên người linh dục tú bị thương nhiều chỗ vết máu loang lổ hắn lập tức nhét vào miệng bọn hắn một quả giáng trâu, một người, một bò, một cáo mơ màng tỉnh lại, chân cẳng còn có chút mất cảm giác, linh hồn, linh thai đều có chút tê dại, không biết xảy ra chuyện gì, thất mê hương có thể dọa lui vu vương, nhưng không mê hoặc được vu vương, tần mục nói nhanh, trong lâu lan hoàng kim cung, chỉ sợ có mấy tồn tại có thể đặt ngang hàng bá sơn tế tử, sau khi nhận được tin tức nhất định sẽ chạy tới, chúng ta cần phải lập tức rời đi. Linh dục tú loạn tròa loạn trọng đứng dậy, thanh ngưu cũng qua qua đầu, chỉ cảm thấy ngất ngất nặng nề tần mục ôm tiểu hồ ly lên nhét vào trong bao quần áo một tay kéo linh dục tú một tay khác kéo thanh ngưu vọt về phía chân núi linh dục tú còn có chút mơ hồ hướng hắn cười ngây ngô tên thân bò ngươi còn sống tần mục mắt tiếp tai ngơ một đường gào thét xuống núi hầu như kéo linh dục tú và thanh ngưu đến nỗi chân không chạm đất bay lên đến khi tới bên dưới ngọn núi tần mục nhìn về phía thuyền gỗ thì chỉ thấy đại vu mặt dê trên thuyền cũng bị say ngất đầu cắm vào trong nước mông vảnh lên trời nửa người ở trên thuyền bị đến đã bị nhược thủy ngộp chết tần mục nhanh chóng lên thuyền nhấc hai chân đại vu mặt dây lên ném vào trong nước đẩy xào trúc thế nhưng thuyền lại không nhúc nhích tần mục chống liền mấy cái chiếc thuyền này vẫn không nhúc nhích nhược thủy không có sức nổi tần mục lập tức tỉnh ngộ nguyên khí của hắn truyền vào trong xào trúc trên xào trúc hiện ra hoa văn kỳ quái lại kích thích nhược thủy vậy mà cảm giác được trong nước truyền đến lực càn tần mục thở vào nhẹ nhõm chống xào trúc trèo về phía bờ bên kia đẩy chiếc thuyền gỗ này đến mức tượng như mũi tên rời cung dù vậy hắn cũng chê quá chậm nếu vu vương và vu tôn của lâu lan hoàng kim cung trở lại trên núi chỉ sợ lập tức liền có thể giải trừ thất mê hương biết những người này chỉ là bị say ngất cũng không hề trúng độc nếu như hiện giờ bọn họ đuổi giết đến đây thì nhanh đón đám người tần mục đương nhiên là kết cục cực kỳ thê thảm rốt cục đến bờ bên kia thanh ngư phục hồi lại tinh thần vội vàng nói lão gia còn ở trong núi tần mục nói yên tâm chúng ta có thể chạy thoát ông ta càng có thể ông ấy mạnh hơn chúng ta quá nhiều chúng ta đi tìm ông ấy trái lại là trói buộc hơn nữa vu tôn và vu vương trở lại hoàng kim cung kiểm tra ngược lại cho bá sơn tế tử cơ hội rời đi hắn muốn người nhảy lên bờ thó tay ta linh dục tú và thanh ngưu đã nhảy lên không cần hắn giúp đỡ quả giáng châu đã làm cho bọn họ hoàn toàn khôi phục như cũ quả giáng châu là thuốc giải của thất mê hương thất mê hương vốn là thuốc mà dược sư dùng làm dao long say ngất thực lực con dao long kia cực mạnh có thể sánh với cường giả cảnh giới thiên nhân kết quả vẫn bị dược sư làm cho say ngất khắc tinh duy nhất của loại thuốc mê này chính là quả giáng châu thanh ngưu tần mục quát một tiếng thanh ngưu hiểu ý lập tức nằm dạp người thân thể lay động hiện ra nguyên hình hóa thành một con thanh ngưu to lớn uy phong lẫm liệt chân đạp gió mây tần mục và linh dục tú nhảy lên lưng bò nói thanh ngưu có thể chạy nhanh bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu bốn vó thanh ngưu tung bay móng chân không rơi xuống đất đạp trên gió mây lao nhanh hai người trên lưng bò chỉ cảm thấy gió mạnh đập vào mặt gây đau đớn sau lưng tần mục hồ linh nhi tỉnh lại mới vừa từ trong bao quần áo thò đầu ra suýt nữa bị cuồng phong xông tới mặt thổi bay liền vội vàng nắm lấy bao quần áo thân thể đã bị thổi ra bao quần áo gió mạnh kéo đuôi nàng và thân thể đến thẳng tắp móng thanh ngưu hạ xuống dơ lên mỗi lần đều cách mặt đất khoảng một tấc dưới móng liền có mây gió tôn ra nâng thân thể to lớn của nó lên tốc độ cực nhanh tần mục quay đầu lại tóc bị thổi bay tán loạn kiểu tóc của hắn là kiểu tóc của vu sĩ không buộc lại lúc này hắn mới chú ý tới hồ linh nhi hai móng vuốt của tiểu hồ ly nắm lấy bao quần áo thân thể bị gió thổi đến thẳng tắp liền ôm lấy tiểu hồ ly miễn cho bị gió cuốn đi linh dục tú lớn tiếng nói chăn bò để ta ôm nàng ngươi sửa sang tóc một chút tần mục đưa hồ linh nhi cho nàng linh dục tú ôm hồ linh nhi vào trong ngực hồ linh nhi chỉ cảm thấy ngực của nàng vừa mềm vừa thơm hừ một tiếng trong lòng có chút khó chịu nhưng lại rất thoải mái không nhịn được muốn cọ hơn hai lần trong lòng quả thực xoắn suýt tần mục lấy ra một dây cột tóc buộc tóc lên quay đầu nhìn lại chỉ thấy bọn họ cách Lâu Lan Hoàng Kim Cung càng lúc càng xa mơ hồ còn có thể nhìn thấy từng luồng từng luồng sáng vàng đang từ trong núi tuyết bay đến không nhanh không chậm đến gần Hoàng Kim Cung xem ra thì từng luồng từng luồng sáng vàng kia cũng không nhanh nhưng trên thực tế tốc độ lại cực nhanh chỉ trong một cái hít thở liền từ núi tuyết đi tới Lâu Lan Hoàng Kim Cung tiếp theo bên trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung có mấy luồng sáng vàng bay ra hướng về phía bên này trong lòng Tần Mục hơi trầm xuống mấy luồng sáng vàng kia hẳn là Vu Phương của Lâu Lan Hoàng Kim Cung phát hiện tung tích của bọn họ đang đuổi tới giết tuy tốc độ của thanh ngưu cực nhanh nhưng tu vi vẫn là không sánh được vu vương nhưng vào lúc này một tia sáng bay lên giữa đường chặn đánh mấy luồng sáng vàng kia mấy vệt sáng va chạm trên không trung tách ra rồi lại va chạm từ khoảng cách của tần mục nhìn lại tốc độ của mấy vệt sáng này đều không phải rất nhanh thế nhưng nếu ở gần quan sát chỉ sợ nhanh đến mức căn bản không nhìn thấy rõ mấy vết sáng kia va chạm cùng vệt sáng màu trắng mấy lần đột nhiên một chùm sáng nổ tung tiếp theo không trung xuất hiện một luồng khói đen hóa thành một cái đầu lâu bên trong đầu lâu phun ra vài luồng khói đen mỗi một luồng khói đen lại hóa thành một cái đầu lâu cứ như vậy trên không trung đầu lâu xuất hiện lít nhà lít nhít cách xa như vậy còn có thể nhìn ra là hình dạng đầu lâu nghĩ đến tới trước mặt nhất định cực kỳ khổng lồ như là đỉnh núi đồng dạng kinh người sau đó tần mục nhìn thấy một thanh đao ngang qua trời cao mấy luồng sáng vàng đột nhiên đứt mất một luồng thanh ngưu càng chạy càng nhanh rất nhanh tần mục đã không cách nào thấy rõ chiến đấu ở nơi đó khi thanh ngư chạy qua vài chân núi đạp núi mặc qua có núi lớn ngăn cách cái gì cũng không nhìn thấy mặt trời chiều ngã về phía tây sắc trời dần dần tối lại thanh ngư chạy nửa ngày thở hồng hộc miệng sửa bọt mép nhìn thấy đất trùng trên thảo nguyên phía trước hình thành một ao nước vội vã chạy tới cúi đầu sùng sục sùng sục uống nước cũng không lâu lắm nửa ao nước biến mất không còn tăm hơi chỗ nước cạn đã có thể nhìn thấy lưng cá màu xanh mấy con cá dài cả thước chính đang qua lại lắc lắc thân thể trong bùn trườn về phía nhiều nước sau đó bộp bộp hai tiếng chui xuống nước. Tần Mục thấy nó mệt mỏi quá chừng thì nhảy khỏi lưng nó, nói, Thanh Ngưu không chạy nữa, nghỉ một lát, Thanh Ngưu chưa uống no, đúng vào lúc này, một tiếng nói già nua vang đến, con bò kia, đừng uống nữa, uống nữa liền uống hết nước của thôn chúng ta, Thanh Ngưu ngẩng đầu, chỉ thấy một ông lão chăn nuôi đi tới, cuống quyết bỏ lại đàn dê chạy tới nơi này, từ xa đã dương roi lên xua đuổi Thanh Ngưu, đến khi nhìn thấy con Thanh Ngưu này lớn đến mức đáng sợ, ông lão kia không dám lên trước, rất xa vung roi nói hù hù tần mục vỗ vỗ móng bò con thanh ngưu này hiện ra chân thân nên cực kỳ khôi ngô tần mục chỉ cao tới mắt cá chân của nó chỉ có thể vỗ vào móng của nó thanh ngưu ngừng uống nước linh dục tú vội vã nhảy xuống lưng bò hồ linh nhi từ trong ngực nàng chui ra nhảy ra sau lưng tần mục đứng trên bao quần áo ông lão kia không dám lên trước thân thể thanh ngưu vặn vẹo dần dần thu nhỏ hình thể lại đứng người lên lại chỉ cao bằng hai ba người thôi vẩy vẩy đuôi quất chết vài con rời châu bay tới Tần Mục xa xa chào, nói, lão trượng, chúng ta chỉ đi ngang qua, sắc trời sắp tối, vì thế dừng lại nghỉ ngơi, một đường thực sự vất vả, khát nước khó nhịn, vì thế bỏ nhà ta uống nhiều một chút, xin hãy tha lỗi. Ông lão kia tiến đến, ngước đầu nhìn lên thanh ngưu, không nhịn được thán phục, trong lòng còn có chút khiếp đảm, nói, bò nhà ngươi cho ăn thật tốt, lớn lên chắc nịch, sao con bò này lại màu xanh? Tần Mục cười nói, pha lẫn loài rồng nên có màu xanh, ông lão kia muốn sờ lại không dám sờ, đánh bạo đi tới bên người thanh ngưu sờ soạn một cái chỉ cảm thấy da lông như gấm cơ thịt như sắt khen thịt thật chắc thôn chúng ta cũng có mấy con bò cái có thể lai giống không thanh ngưu không thích nói trưởng lão ta không phải là bò giống không lai giống tim ta đã có chủ ông lão kia sợ hết hồn lắp bắp nói yêu quái tần mục vội vàng nói không phải yêu quái hồ linh nhi thò đầu ra ta là yêu quái ông lão kia bỗng nhiên tỉnh ngộ nhìn về phía tần mục và linh dục tú cười nói ta biết rồi các ngươi là gia đình giàu có trốn ra ngoài có đúng hay không chỉ có gia đình giàu có mới nuôi nổi dị thú và hồ tiên sắc trời tối rồi không bằng các ngươi đến thôn chúng ta nghỉ ngơi một đêm tần mục trần chờ một chút nhìn về phía linh dục tú linh dục tú thấp giọng nói thành ngưu đã mệt không chạy nổi nữa tần mục cau mày nếu lâu lan hoàng kim cung đuổi theo chỉ sợ sẽ liên lụy bọn họ linh dục tú nói nhỏ thành ngưu một đường đến đây đều là đạp lên mây gió không để lại dấu chân muốn tìm được chúng ta rất khó không bằng như vậy nếu như thôn của bọn họ rất bí mật chúng ta liền qua đêm ở đó nếu là rất dễ chú ý chúng ta liền không ngủ lại tần mục gật gật đầu nói trưởng lão đã như vậy chúng ta liền quấy rầy một đêm sáng mai lên đường ông lão kia cười nói ngươi muốn sống thêm mấy ngày cũng không sao thôn chúng ta cũng không có mấy người đều là ông lão bà lão sống một ngày thiếu một ngày thân thể ngươi khỏe mạnh giúp ta đổi dê một chút tần mục tiến lên thân pháp của hắn cực nhanh rất nhanh liền lùa đàn dê về cùng một chỗ ánh mắt ông lão kia sáng lên, khen, cô nương, ngươi thật tinh mắt, tiểu tử này rắn chắc lại tài giỏi, linh dục tú đỏ mặt, trưởng lão, mới không phải như người nghĩ. Ông lão kia cười ha ha, mang theo bọn họ đuổi theo đàn dê, vòng qua một khe núi, đi tới một thôn trang nhỏ bên trong núi, thôn trang này không lớn, chỉ có chừng 20 căn phòng, tuy nhiên phần lớn đều trống trơn, chỉ có mười mấy ông lão bà lão ở lại, núi rừng rất là u tĩnh, cây cối cao to, cũng không có người tu bổ, trẻ khoạn thồn nhỏ. Sao ở đây lại ít người như vậy?" Tần Mục yên lòng, không hiểu hỏi, mấy vị khả hãn chiến tranh mỗi ngày, ngươi giết ta ta giết ngươi, ngươi tới bắt một nhóm trắng đinh, ta tới bắt một nhóm trắng đinh, bắt mãi bắt mãi nên ít người. Ông lão kia thở dài, nói, người có năng lực trong thôn đều bị mang đi, chỉ còn sót lại mấy người già chúng ta, không chuyển đi nổi, cũng không muốn chuyển đi, sau khi rời chỗ có thể đi đến nơi nào, cũng may, mấy năm qua bắt lính cũng không có bắt những bộ xương già chúng ta. Bạn già ơi, trong thôn có khách tới thăm một bà cụ đang vá đồ vội vã run rẩy đứng dậy nhất miệng cười nói khách tới thăm à ta đi làm cơm tần mục vội vàng nói để đó cho ta trước đây lúc ở trong thôn thường thường là ta làm cơm bà cụ tranh không nổi hắn chỉ đành cùng ông lão kia đồng thời nhìn hắn xào rau nấu cơm linh dục tú vội vã tiến lên mời hai ông bà ngồi xuống ở đâu đến thế bà cụ cười híp mắt nói ông lão kia hấp hái mắt nhếch hai ngón tay cái kết hình thân ra cười nói từ gia đình giàu có trốn ra đấy vợ chồng son bỏ nhà theo trai đấy sắc mặt linh dục tú đỏ bừng thấp giọng nói mới không phải đây này chúng ta rất trong sạch đều là người từng trải hiểu rồi cô nương ra mặt mỏng bà cụ đánh giá nàng từ đầu đến chân lộ ra hàm răng thưa thớt cười nói cô nương tốt thân thể rắn chắc ngực và mông cũng không nhỏ tiểu tử rất may mắn ông lão kia cười nói tiểu tử cũng tốt khỏe mạnh lắm hơn nữa lại thật thà không dối gạt người nhìn thấy bộ xương già ta đây cũng cực kỳ lễ phép bà cụ tiếp lời nói các ngươi trốn bên ngoài một hai năm rồi hãy về, sinh đứa con, mang nó trở lại, nhà các ngươi không muốn nhận cũng không được. Linh dục tú vâng vâng dạ dạ, tâm nhiên ai và ngơ ngác, không biết nên nói làm sao, thầm nghĩ. Nếu ta và chăn bò sinh con rồi trở lại, phụ hoàng ta còn không tức chết. Phi, phi, phụ hoàng sẽ không bị tức chết, nhưng nhất định sẽ chém đầu hắn. Đại cát đại lợi, đại cát đại lợi, cũng không lâu lắm, cơm nước bay mùi, linh dục tú vội vã tiến lên hỗ trợ, ăn cơm xong, sắc trời đã hoàn toàn tối đen người trong thôn đều là ông lão bà lão chỉ đốt đèn đầu màn đêm vừa buông xuống liền đi ngủ tần mục giúp hai ông bà lão này dọn dẹp bát đũa ông lão kia nói phòng trống trong thôn còn nhiều tự các ngươi chọn một nhà ở lại là được tần mục cảm ơn đi vào một căn nhà trống hồ linh nhi giúp đỡ dọn dẹp một phen quét sạch ba gian phòng tính toán nói thành ngư một gian hồ ly tinh ngực to một gian ta và công tử một gian ba gian không thành vấn đề đột nhiên trong lòng tần mục có cảm giác ngẩng đầu nhìn trời chỉ thấy trên không trung có hai ngôi sao lớn từ phương tây bay đến chính đang di chuyển trên trời vội vàng nói tất cả trốn vào trong nhà linh dục tú thanh ngư và hồ linh nhi vội vã vào nhà mới vừa đi vào trong phòng chỉ nghe một tiếng vù hai cột sáng to lớn rơi xuống soi thôn trang trong ngọn núi này sáng như ban ngày đó là hai ánh mắt chủ nhân ánh mắt bay trên không trung đang dò xét trên thảo nguyên hai ánh mắt buông xuống tỏa ra ánh sáng vàng soi sáng thảo nguyên lướt nhanh qua thôn trang nhỏ bé trong núi này sau đó đi xa tần mục thở vào nhẹ nhõm mở cửa phòng, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, chỉ thấy hai ngôi sao lớn kia một đường buông cột sáng xuống, bao phủ phạm vi sáu, bảy dặm, càng chạy càng xa, không biết bá sơn sư huynh thế nào rồi, hắn thực sự có chút lo lắng. Người đi qua lúc nãy hẳn là cường giả của lâu lan hoàng kim cung, là tồn tại cấp bậc phu vương, một đường lần theo, thanh ngư vẫn không lưu lại dấu vết, mà thôn trang này lại ẩn giấu bên trong rừng núi, trong thôn đều là người già, ngủ rất sớm, không có ánh đèn, vì thế vị phu vương đã không phát hiện thôn trang này thế nhưng vị phu phương này một đường bay tới truy tìm bọn họ nói rõ bà sơn tế tử vẫn chưa ngăn cản được hắn rất có thể bà sơn tế tử đã bị thương hoặc là rơi vào vây công ngủ tần mục ném cho linh dục tú một cái bình ngọc nhỏ quả quyết nói sư muội lòng tiên có hiệu quả với vết thương trên người ngươi người bôi lên thân thể trước bôi xong liền nhanh chóng đi ngủ sáng sớm ngày mai chúng ta lập tức lên đường linh dục tú gật đầu đi vào nhà sau một lát cô bé này mở cửa phòng nhô đầu ra mái tóc đen nhánh bung xuống trước ngực lộ ra nửa cái bả vai bóng loáng, những bộ vị khác trên thân thể thì lấp sau cánh cửa, có chút ngượng ngùng, chăn bò, có nhiều chỗ ta không nhìn thấy, không bôi được, ta giúp ngươi, Hồ Linh Nhi hứng thú bừng bừng chạy tới, cười nói, ta đến bôi giúp ngươi, không cần làm phiền công tử, suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai, trời còn chưa sáng hẳn tần mục đã thức dậy, hoạt động gần cốt một chút, mấy người già trong thôn cũng đều đã thức, âm thanh cho cả ăn chuyển đến, còn có tiếng đuổi dê trong chuồng ra ngoài, tiếng người già hỏi han, trong lúc hoảng hốt tần mục còn tưởng mình trở lại tàn lão thôn ở đại khư vợ chồng trẻ rời giường trưa bữa sáng làm xong rồi đến nhà ta ăn sáng ngoài cửa chuyển đến âm thanh của bà cụ kia tần mục đáp một tiếng gọi linh dục tú thanh ngư dậy sau đó kéo hồ linh nhi ra khỏi chân rời khỏi gian phòng cũ nát này lúc này chỉ nghe ngoài thôn chuyển tới một thanh âm nói nơi này có một cái thôn chúng ta đến hỏi đường một chút hỏi cái gì ta không thể nào lạc đường được một âm thanh đầy tức giận cười lạnh nói năm đó ta đã qua nơi đó chính là chặn ở chỗ đó hơn 100 ngày làm sao có thể lạc đường. Tần Mục ngơ ngác, lộ vẻ khó tin, vội vàng đi về phía cổng thôn, hỏi đường một câu cũng không chết ai. Người nói người nhớ đường, kết quả mang theo ta loanh quanh trên thảo nguyên nhiều ngày như vậy, ta lại không phải cái tên què khốn kiếp kia, chạy nhanh như vậy. Tần Mục bước nhanh tới cửa thôn, chỉ thấy một người mù trống trúc trượng chọc chọc đâm đâm đi tới. Bên cạnh còn có một ông lão dâu ria sồm sồm chỉ còn nửa người, sau lưng cắm hai con dao mổ lợn, hung thần ác sát. Tần Mục vừa mừng vừa sợ, vội vàng chạy tới, không nói một lời nhấc ông lão nửa người kia lên, bùi ngùi ôm chặt ông, sau đó ném ông lão chỉ còn nửa người qua một bên, lại bùi ngùi ôm lấy ông già vừa gầy vừa mù, đột tể ta nói rồi, lại đi nhầm đường phải không? Người mù kia vội vã nghiêng đầu tránh tần mục ra, dãy rủa hướng về đồ tể đang lơ ngơ không hiểu bị vứt tại góc tường nói, ngươi mang theo ta đi tái ngoại, kết quả thì sao hả? Ngươi lại mang ta chạy về đại khư, trở lại thôn chúng ta rồi, mục nhi, buông tay, ta sắp bị ngươi ghim chết rồi trưởng thôn đâu, bà bà cũng quay về rồi sao, dược sư, dược sư, chờ trốn, ta nhìn thấy ngươi rồi, sau một lát, người mù và đồ tể chào hỏi mấy người già trong thôn, mấy người già trong thôn nhìn thấy bọn họ còn già hơn mình, lại tàn phế, trong lòng đều là bội phục không thôi, thầm khen một tiếng giả mà chắc chắn, linh dục tú từ trong phòng đi ra, vừa mới gội đầu xong, nhìn thấy hai ông lão thì sợ hết hồn, vội vã chạy vào trong phòng, trong lòng phanh phanh nhảy loạn, là hai ông lão ngày đó hù dọa ta và tần tiểu tướng quân trên dũng răng tần mục thoát khỏi mấy người già trong thôn lấy túi phải bên hông ra nâng đáy túi phải lên đưa tay vào trong túi phải không ngừng tìm kiếm sau một lát xách ra hai cái chân sau đó lại kéo ra nửa người nói đồ ra ra nửa người dưới vàng rực rỡ này là của người bị thất lạc sao không phải đây không phải thân thể của ta đồ tể đánh giá nửa người dưới vàng rực rỡ này sau một lát dùng đao cắt vào một chân trong đó sơ sơ máu vàng chảy ra hồ nghi nói bộ thân thể này hình như là của vu tôn ta đã đấu với lão già này một trận rất quen thuộc máu của hắn nửa người dưới này đã chết hơn phần nửa không thể sử dụng tần mục cũng tiến tới sở sờ, sờ máu màu vàng kia số máu này đã đông lại một nửa nhưng vẫn còn ẩn chứa từng tia từng tia nóng có một giọt máu còn ngọ nguội trên đầu ngón tay của hắn muốn chui vào trong cơ thể hắn tần mục vội vã không chế nguyên khí hóa thành chu tước nguyên khí không ngừng đốt cháy vất vả một hồi mới đốt hết giọt máu này nói nếu là nửa người dưới của vu tôn như vậy nửa người dưới đồ ra ra nhất định ở trên người võ tôn lão già này ngưỡng ngộ ta vậy mà đến trình độ như thế này sao? Đồ tể sờ sờ râu mép, Dương Dương đắc ý nói, như vậy con trai hắn sinh ra là của hắn hay là của ta? Tròm râu như gốc dạ cứng như gai sắt trên mặt ông bị tay sờ qua văng lên những tiếng rin rít, ông càng nghĩ càng đắc ý, không nhịn được cười ha ha, người mù không nhanh không chậm nói, nếu hắn thật sự sinh con trai cho ngươi, hoặc là sinh cho ngươi một đám con cái, vậy thì ngươi nhận hay không nhận? Đồ tể ngẩn ngơ, lập tức tắt tiếng, sự đắc ý lúc nãy không cánh mà bay người mù một câu đả kích đồ tể đến hồn bay phách lạc lại nói với tần mục nói mục nhi sao các ngươi lại ở chỗ này tần mục kể đầu đuôi câu chuyện một hồi người mù thất thanh nói các ngươi vậy mà đi tới lâu lan hoàng kim cung chắn cửa lá gan thật lớn lần này ta theo đồ tể ra ngoài cũng là muốn đi lâu lan hoàng kim cung chúng ta tìm hiểu được nửa người dưới của đồ tể bị lâu lan hoàng kim cung đoạt đi đồ tể nói là lấy về rồi không biết còn có thể nối lại hay không tần mục cười nói nếu nửa người dưới chết rồi thì chắc chắn là không nối được Tuy nhiên nếu nửa người dưới của đồ ra ra ở trên người vu tôn, vậy thì chắc chắn là vu tôn nhân lúc nửa người dưới của đồ ra ra còn sống để nối lên. Chỉ cần tìm được vu tôn, chén đất nửa người dưới của hắn, con liền có thể giúp đồ ra ra nối lại thân thể. Người mù nở nụ cười, nói, đây là việc nhỏ, tên khốn đồ tể này, xem như là hoàn chỉnh. trước đây ngay cả chim cũng không có. Đồ tể giận dữ, ta có thể dùng nguyên khí hiện ra thân thể, sao không có chim hả, ta tiểu rột rột đều được, hai người lại ầm ĩ lên, làm cho tần mục đau đầu. Tần Mục vội vàng nói, bá Sơn Sư Huynh còn bị vây ở lâu lan Hoàng Kim Cung, đến nay không biết sống chết. Hai vị ra ra, đồ tế lắc đầu nói, không cần phải để ý đến tên khốn đó, miệng hắn không có đóng kín, chuyện gì đều nói ra ngoài, lải nhải rông dài liên tục. Ta gặp phải hắn ở Duyên Khang, hắn lại vẫn chưa có bởi vì nói bậy mà bị người đánh chết, ta ghét hắn nói nhiều, sợ bị hắn quấn lấy, nên mới bỏ đi. Tuy nói như vậy, nhưng ông vẫn muốn lập tức lên đường, đi tới lâu lan Hoàng Kim Cung, vẫn là lo lắng cho an nguy của bá Sơn tế tử hồ linh nhi và linh dục tú đã thu thập xong hành lý linh dục tú đến nhà của ông cụ và bà cụ kia đặt xuống mấy thỏi vàng tuy bọn họ chỉ ngủ lại đây một đêm thế nhưng được sự chiếu cố của mấy ông lão trong thôn này hơn nữa mấy người trong thôn cũng đã già trong thôn lại không có người trẻ tuổi để lại chút tiền cũng tốt giúp đỡ bọn họ vượt qua tuổi già đồ tể nhìn linh dục tú một chút hiển nhiên không nhớ rõ vị thất công chúa này cười nói ánh mắt tiểu tử thúi không sai cô bé này lớn lên không tệ linh dục tú đánh bạo tiến lên chào ông và người mù nói, Thanh Ngưu đã ra ngoài ăn cỏ từ sáng sớm, còn chưa trở về, chúng ta ra ngoài tìm nó. Mọi người ra thôn, chỉ thấy một con Thanh Ngưu to lớn đang gặm cỏ trên thảo nguyên, vừa gặm, nước mắt vừa rơi như mưa, trong miệng nói nhỏ, từ khi ta theo lão ra, luôn luôn đều là ăn rau, chưa bao giờ ăn cỏ, lão ra còn dành riêng cho ta vài mẫu đất trồng rau, còn loại trồng hoa cho ta. Hồ Linh Nhi chạy lên, nói, Ngưu nhị, đừng khóc, lão gia của lão gia nhà ngươi đến rồi, lão gia nhà ngươi được cứu rồi thanh ngưu nhìn thấy người mù và đồ tể chỉ còn dư lại nửa người trên mặt bò run lên có chút hoài nghi bản lĩnh của hai người này mọi người leo lên lưng bò tần mục nói thanh ngưu người yên tâm bọn họ rất lợi hại chúng ta mau chóng đi lâu lan hoàng kim cung cưu bá sơn sư huynh về thanh ngưu chỉ đành cất bước chạy lên đường cũ trên lưng bò linh dục tú quay đầu lại chỉ thấy thôn nhỏ kia đã biến mất bên trong núi rừng không còn nhìn thấy mấy ông lão kia nói mấy vị khả hãn tái ngoại chính đang giết tới giết lui ngươi đánh ta ta đánh ngươi nói rõ tái ngoại cũng vì sự quật khởi của duyên khang quốc mà cảm thấy nguy hiểm linh dục tú lấy lại bình tĩnh nói bọn họ cũng muốn xây dựng nên một đế quốc thống nhất tập hợp tất cả sức mạnh chống lại duyên khang vị khả hãn của man đế quốc này hẳn là một vị hùng chủ có hùng tâm tráng trí nếu tái ngoại thống nhất mà rơi vào tay hắn chỉ sợ duyên khang quốc ta sẽ gặp nạn hiện tại duyên khang ta nội loạn liên miên tần mục gật đầu trong này nhất định có sự gợi ý của lâu lan hoàng kim cung dù sau thì lâu lan hoàng kim cung cũng là thánh địa nếu nó chống đỡ khả hãn của man địch quốc thì chuyện nhất thống tái ngoại cũng không khó khăn ta phòng trường lâu lan hoàng kim cung hẳn là cũng có chút do dự lo lắng bồi dưỡng ra một duyên khang quốc khác mất đi khống chế với tái ngoại vì lẽ đó đến nay man địch quốc còn chưa nhất thống tái ngoại đình dục tú suy nghĩ một chút quả thực chính là đạo lý này chỉ là ba thánh điện lớn trong lãnh thổ duyên khang quốc đạo môn đại lợi âm tự và thiên ma giáo đều không ủng hộ duyên khang quốc không những không ủng hộ còn có vài môn phái làm loạn nếu man đế quốc được hoàng kim cung dốc sức ủng hộ chỉ sợ sẽ có sức mạnh tấn công duyên khang thanh ngư một đường chạy nhanh chạy gần nửa ngày đột nhiên người mù nói dừng lại thanh ngư vội vã dừng lại người mù chỉ chỉ về phía tây nam nói qua bên kia ta thấy bên kia có người đang chiến đấu thanh ngư buồn bực người mù nhìn thấy bên kia có người ở chiến đấu thấy thế nào được tuy nhiên nó không dám hỏi chỉ đành thay đổi phương hướng chạy về hướng tây nam linh dục tù cũng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía tần mục tần mục giải thích mù ra ra là một người có thị lực tốt nhất thôn chúng ta người mù dương dương tự đắc linh dục tú nhìn về phía con mắt của ông chỉ thấy bên trong viền mắt trống rỗng không có thứ gì trong lòng buồn bực sao thị lực của người mù lại tốt nhất đây là ý gì thanh ngưu chưa chạy được bao lâu đột nhiên nhìn thấy trên một ngọn núi xa xa có ánh đao ngang dọc chỉ là khoảng cách quá xa chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng yếu ớt lúc này mới bội phục người mù không thôi linh dục tú nghi ngờ không thôi ông ấy đúng là người mù đồ tể cũng khen thị lực người mù thật tốt Tần Mục biết rõ năng lực tâm thần nhãn của người mù, từ lâu đã không còn cảm thấy kinh ngạc, tuy mắt người mù không thể nhìn thấy thế nhưng đồ vật nhìn thấy lại nhiều hơn người khác. Hắn đứng dậy, từ xa nhìn lại, xung quanh ngọn núi kia còn có từng luồng sáng vàng, lượn vòng quanh ngọn núi, thanh ngư chạy hết tốc lực, cách ngọn núi kia càng lúc càng gần, cũng không lâu lắm, chỉ thấy từng luồng từng luồng ánh sáng kia trở nên càng ngày càng to, quay chung quanh ngọn núi kia như là từng cái từng cái đai lưng, xuyên tới xuyên lui, bao quanh ngọn núi đến khoảng cách càng gần hơn thì lại thấy bên trong những luồng sáng vàng kia có rất nhiều đồ vật đó là thần thông của vu vương có luồng sáng vàng ẩn giấu từng thanh từng thanh loan đao bên trong có luồng sáng vàng chứa từng vị người vàng trói lọi còn có luồng sáng có rồng vàng uốn lượn bên trong thực lực vu vương kinh người chỉ có tu luyện tới cảnh giới thiên nhân mới có thể được gọi là vu vương nhưng dù sao thì lâu lan hoàng kim cung cũng là thánh địa tái ngoại đa số vu vương đến đây đuổi giết bá sơn tế tử đều là sinh tử cảnh thậm chí còn có một vị tồn tại cấp giáo chủ cảnh giới thần kiều khi thế lớn lao thanh ngưu cấp tốc chạy cách ngọn núi kia chỉ còn 10 dặm tần mục lại nhìn chỉ thấy tám góc đông nam tây bắc đông nam tây nam đông bắc tây bắc của ngọn núi kia trên không trung mỗi nơi đều có một vị vu vương vu vương phía đông thân người đầu chim cầm trong tay một cái gương tròn tấm gương kia rất quái lạ có 12 cây xương trắng như tiết từ trong gương chĩa ra bị hăn nắm ở trong tay trong gương bắn ra một vệt sáng vàng vu vương phía tây thân người đầu báo trong tay cầm một cây tiết trượng gậy nhiều đốt đỉnh tiết trượng buộc một đồ vật như đuôi đang tung bay độ dài gần bằng tiết trượng mà mũi trượng lại là một khô lâu màu vàng mắt bắn ra ánh sáng vàng vu vương phía nam là một người vàng ba đầu ba cái đầu sói vu vương phía bắc đầu người thân chim lưng mọc hai cánh hai cánh không ngừng phát ra từng thanh từng thanh kiếm màu vàng kiếm vàng hóa thành một dòng kiếm tấn công về phía trung tâm ngọn núi mà dáng dấp của vu vương ở bốn phía đông nam tây nam đông bắc tây bắc cũng là lạ lùng kỳ quái có mọc ra đầu thú tám tay có mọc ra sáu chân có mọc ra nhiều cánh, có trên mặt mọc ra nhiều mắt, lòng bàn tay cũng có mắt. Cho dù Tần Mục từng tiếp xúc Vu Tôn Lâu La Kinh, nhưng thấy tình hình này vẫn là không thể không thán phục sự tạp quỷ và mạnh mẽ của môn công pháp này. Trung tâm ngọn núi kia, ánh đao ngang dọc đóng mở, chống lại thần thông đánh tới từ tám hướng. Trên ngọn núi kia thỉnh thoảng có đá tảng rớt xuống, từng khối từng khối đá lớn như sân vuông. Tình huống như thế, ở phía xa là không thấy rõ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy những thứ như là hạt bụi đang rơi rụng, chỉ có đi tới gần, mới biết những hạt bụi này khổng lồ đến cỡ nào. Ngọn núi đã bị thần thông của bá Sơn Tế Tử và tám vị vu vương gọt đến tựa như một cây cột trụi lùi. Chỉ có đỉnh núi chỗ bá Sơn Tế Tử đang đứng thẳng còn có chút màu xanh của cây cỏ. Đồ tể liếc mắt nhìn, thở phào nhẹ nhõm, cười nói, miệng rộng không chết, chúng ta trở về thôi. Tần mục giờ khóc giờ cười, thanh ngưu lại càng hăng hái lấy chân sông về phía trước. Còn chưa đi tới chân núi thì đột nhiên đồ tể bay lên trời, một vệt đao quang xé trời, cực kỳ rực rỡ. Tần mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy sau khi tia sáng này lướt qua thì hình như trở nên hơi đen, tựa hồ là ánh sáng qua chói lọi in vào trong mắt một vết đau, lại tựa như là quá sắc bén mà cắt cả bầu trời. Hắn không nhìn ra là loại nào, thiên khả hãn, một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, giữa bầu trời một đầu người lăn xuống, chỉ còn một vu vương cánh chim không đầu đang đập cánh, màu vàng tung tóe khắp giữa không trung, chính là vu vương thân người đầu chim ở phía bắc kia. Trong rất nhiều vu vương ở đây, chỉ có hắn là tồn tại cấp giáo chủ cảnh giới thần kiều, kết quả bị đồ tể đánh lén cận thân một đao chém chết đồ tể là lưu phái chiến kỹ bị ông đến gần người thì kết quả có thể tưởng tượng được đồ tể hạ xuống vẫn vững vàng rơi lên lưng thanh ngưu bảo thanh ngưu quay lại nói lão gia nhà người đã không quá đáng lo có bị thương nữa cũng có thể giết ra thanh ngưu ngươi dẫn chúng ta đi lâu lan hoàng kim cung thanh ngưu trần chờ nói lão lão gia không cứu lão gia ra, ra sao lão gia hiếu thuận lúc nào cũng nghĩ đến lòng tốt của người cứu hắn ra làm gì quấy giày ta sao đồ tể lắc đầu nói những năm này ta ở trong thôn cực kỳ thanh tĩnh vừa nghĩ tới lại bị tên này lải nhải ta liền đau đầu bảo ngươi đi thì ngươi đi dài dòng nữa liền ăn thịt bò ngươi biết ở trong thôn ta làm gì không thanh ngưu dùng mình một cái không dám nói lời nào con bò này lanh lợi đã sớm nhìn ra ông là đồ tể giết lợn mồ bò sư phụ trên ngọn núi kia âm thanh của bá sơn tế tửu truyền đến hiển nhiên là bị thương trung khí có chút không đủ vui vẻ nói sư phụ quả nhiên là người ta liền biết người không chết người bỏ ta tại duyên khang nhiều năm như vậy chính mình đi ra ngoài tự do vui vẻ, người bồi thường cho ta sau đây, ta có thật nhiều lời muốn nói với người. Chạy mau, đồ tè nói, thanh ngư vội vàng chạy về hướng lâu lan hoàng kim cung, bà Sơn tế tử đang muốn xông ra đỉnh ngọn núi kia, bị bảy vị vu vương còn lại hợp lực chấn áp xuống, không thể không trở lại đỉnh núi. Bảy vị vu vương kia cũng là cưỡi hổ khó xuống, tám người bọn họ hợp sức trấn áp bà Sơn tế tử, định luyện chết hắn. Không nghĩ tới thiên khả hãn đã chết nhiều năm trong truyền thuyết lại xuất hiện, một đao chém chết vô vương mạnh mẽ nhất trong bọn họ vốn bọn họ còn tưởng rằng thiên khả hãn sẽ ra tay với bọn họ mà bà sơn tế tử lại phấn chấn tinh thần ngược lại triển khai đòn đánh sắc bén nhất về phía bọn họ ngăn cản bọn họ khiến bọn họ không thể chạy trốn càng làm cho bọn họ sợ đến hồn phi phách tán mà lúc này thiên khả hãn vậy mà bỏ bà sơn tế tử lại nơi này cưỡi bỏ chạy bà sơn tế tử cũng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc đột nhiên tỉnh ngộ lại chửi toét miệng tàn nhẫn đâm xương sống sau lưng lão già lại qua gần nửa ngày thanh ngưu mang theo bọn họ trở lại trước hồ nhược thủy dừng bước lại đồ tể nhìn người mù một chút nói người mù ngươi và mục nhi theo ta lên núi hiện giờ ta không có nửa người dưới đánh không lại lão giặc kia được người mù từ trên lưng bò nhảy xuống tần mục để linh dục tú hồ linh nhi và thanh ngưu ở lại chỗ này nói chúng ta đi một lát sẽ trở lại linh dục tú gật đầu tất cả cẩn thận đồ tể đi tới trước hồ nhược thủy lắc đầu nói tiểu tử bá sơn này nhiều năm như vậy cũng không có tiến bộ thậm chí ngay cả cái hồ này cũng không có chuyển đi ông hít vào một hơi thật sâu linh dục tú tiểu hồ ly và thanh ngưu ở phía sau không khỏi ngơ ngác chỉ thấy xung quanh gió cuộn mây tuôn đám mây giữa bầu trời cũng bị cuồng phong cuốn tới tuôn về miệng ông lão chỉ còn nửa người dưới trước mặt bọn họ này địa thế thảo nguyên cao đám mây tương đối thấp nhưng cách bọn họ cũng trăm nghìn trượng ông lão này hít một hơi ngay cả mây trắng trên bầu trời đều bị hít vào trong bụng mạnh đến nỗi có chút thái quá đây là đây là cường giả lưu phái chiến kỹ đạt trình độ cao nhất trong truyền thuyết tinh thần linh dục tú chấn động mạnh từ khi quốc sư duyên khang triệu tập cao thủ lưu phái chiến kỹ đến bàn luận võ đạo cường giả lưu phái chiến kỹ người chết đã chết người chạy đã chạy cũng có người ẩn nấp biến mất tuy nhiên lần chiến đấu luận bàn đó cũng chưa từng xuất hiện cường giả lưu phái chiến kỹ đạt trình độ cao nhất lưu phái chiến kỹ mạnh mẽ ở thân thể mà đặc điểm của cường giả lưu phái chiến kỹ đạt trình độ cao nhất đó chính là một vị trí nào đó trên thân thể của bọn họ đã thành thần bọn họ không cần dốc hết sức triển khai thần thông, mỗi cử chỉ mỗi hành động chính là thần thông, hiển nhiên ông lão chỉ có nửa người trên này chính là nhân vật như vậy, đồ tế hít tay một hơi, đám mây ở gần bọn họ cơ hồ bị ông hút hết sạch, sau đó thổi ra một hơi, dầm, hồ nhược thủy phía trước bọn họ đột nhiên bị hất lên, sóng nước càng lúc càng cao, như là một vùng biển dựng thẳng lên, vùng biển dựng thẳng lên này đang nhanh chóng lùi về sau, hầu như là trong nháy mắt liền bị thổi bay vào trong núi tuyết, lấp đầy những thung lũng to to nhỏ nhỏ trong núi tuyết, phía trước bọn họ hồ nước cạn khô, ngay cả xương trắng trong hồ cũng bị thổi bay. Tuy đáy hồ còn có chút ẩm ướt, nhưng cũng không có nước bùn, nước bùn cũng bị thổi sạch xanh xanh. Tần Mục mở thiên nhãn nhìn lại, tấm lụa mỏng bao phủ mặt hồ kia cũng bị đồ tể thổi một hơi không thấy tung tích, không biết bay về đâu. Cao thủ lưu phái chiến kỹ đỉnh cao nhất sẽ không có pháp thuật thần thông thay đổi địa hình. Thế nhưng nhân vật như vậy thì thân thể vô cùng mạnh mẽ, thay đổi địa lý, thay đổi thời tiết, sao phải cần pháp thuật thần thông? Nếu như có thể có được thân thể của lưu phái chiến kỹ, kiếm thuật của lưu phái ngự kiếm thần thông của lưu phái pháp thuật vậy chẳng phải là vô địch rồi tần mục hấp hái mắt đuổi theo đồ tể hắn tu luyện chính là bá thể tam đan công bá thể tam đan công cái gì cũng tốt chỉ là không có thần thông cũng không có pháp môn tu luyện thân thể càng không có kiếm pháp cũng chính bởi vì hắn tu luyện là bá thể tam đan công nên đồ tể mới không chuyển công pháp tu luyện thân thể cho hắn tránh làm lỡ tiến cảnh tu vi của hắn kỳ thực mỗi người trong thôn đều có công pháp độc đáo của riêng mình tuy nhiên ai cũng không truyền thụ cho hắn bên trong lâu lan hoàng kim cung truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc một hơi thổi bay hồ nhược thủy phía trước hoàng kim cung thần thông thông thiên triệt địa cỡ này thật không thể tưởng tượng nổi sao có thể không làm cho tinh thần đám đại vu vu sĩ trong hoàng kim cung chấn động trước thánh điện vu tôn cầm quyền trượng trong tay đứng đó trong mắt chiếu ra hai vệt sáng vàng rơi vào thân thể ba người đang từ đáy hồ đi qua khóe mắt run lên hắn là trưởng giáo của hoàng kim cung bởi vì ước ao thân thể mạnh mẽ của đồ tể nên sau khi biết đồ tể muốn đao với trời bị các thần chém thì liền lập tức lẻn vào duyên khang tiêu diệt môn phái nhỏ đạt được nửa người dưới của đồ tể kia cướp lấy nửa người dưới của đồ tể hắn biết rõ thân thể của đồ tể vượt xa cơ thể của mình bởi vậy dứt khoát kiên quyết cắt đứt nửa người dưới của chính mình đổi thân thể của đồ tể vào mà hiện tại tình hình trong trong ác mộng của hắn đã biến thành sự thật vị thiên khả hãn kia vẫn chưa chết ông ta còn sống hiện tại tìm đến mình muốn lấy lại nửa người dưới của ông ta khóe mắt vu tôn run rẩy dữ dội xoay người đi vào thánh điện trên điện thờ bên trong thánh điện có từng bộ từng bộ xương vàng đang ngồi xếp bằng có hình người cũng có hình thú tổng cộng có 18 điện thờ trong 17 điện thờ đều là xương vàng bên trong điện thờ thứ 18 thì lại có một ông lão đầu dối bù chỉ còn lại da bọc xương đang ngồi bất động như chết đại tôn thiên khả hạn đến rồi vu tôn chống trượng quỳ một chân trên đất cúi đầu nói lão già đầu bù xù gầy khô như que củi trong điện thờ kia mở mắt ánh mắt cực kỳ sắc bén âm thanh như cú thánh đồng chuyển thế mà ta bảo ngươi tìm cho ta đâu trên cái chán vàng rực rỡ của vu tôn bốc lên mồ hôi hột màu vàng li ti khản giọng nói vẫn chưa tuyển được âm thanh lão ra đầu bù xù kia sắc bén không có thánh đồng chuyển thế ta chuyển mười bài đời này chẳng phải là đều ổng phí ta cách thành thần chỉ kém nửa bước nửa bước vu tôn cúi đầu thật sâu không dám nói lời nào ông lão đầu bù xù kia lạnh lùng nói có ta ở đây thiên đao không dám làm khó dễ ngươi thế nhưng ta cũng sẽ không dễ dàng hao tổn tính mạng để giúp ngươi ngươi trả lại nửa người dưới cho hắn lập tức tìm thánh đồng chuyển thế cho ta vu tôn thất kinh trong lòng đột nhiên một vệt sáng lướt qua cắt một nhát lên eo hắn khiến hắn không kịp trở tay vu tôn trầm mặc sau một lát mở miệng nói ra thố sư đệ ngươi vào đây một vị vu vương nghe thế vội vã đi vào thánh điện không người nói vu tôn có chuyện gì vu tôn giơ quyền trượng lên đâm thủng đầu hắn sau đó chặt nửa người dưới của hắn xuống nối vào thân thể của chính mình sắc mặt không hề lay động không người nói sư tôn đệ tử xin cáo lui Video tập 41, 42 mục thần ký kết thúc đây nhé, tập theo mình để bên dưới nội dung trong danh sách phát. Đăng ký kênh, chia sẻ để nhận thông báo video mới nhất từ Kiwi truyện.